tôi hả? Có nha. Hôm nay mẫu mới nhiều lắm á cả nhà. Hôm nay mẫu mới về nhiều lắm mọi người ơi. Cho nó đi mọi người. Cho nó đi. Hello chị Kiều rồi, hello chị Phi Yến nha. Chị Kiều Yến có đơn hàng bom nè. Cô em bà đi. Hello. Đẹp quá. Rồi, hello các bạn, hello chị Dương Thị Mai Hiền. Wow. Cái này ở ngoài đẹp lắm luôn cả nhà ơi, hôm nay về được ít nha, hôm nay về được rất là ít luôn á, cho nên là mấy bạn tranh thủ mấy bạn chốt đơn nha. Cái áo này mọi người nhìn được màu không? Chị nào vào rồi cho em xin một chữ GG xem thử em thấy được mọi người không nhá. Gọi đưa bom chị luôn. Mọi người chia sẻ xong rồi đợi tiếng cắt bom. Hello chị Hồng Nhung, hello chị Bích Ngọc, em đã chị Bích Ngọc luôn. Chị vào rồi cho em xin một cái chấm chấm GG nha. Sẽ mặt đẹp lắm đó chị ơi, có 119.000 à. Có 119.000, em lấy màu này với lấy màu đen luôn á, đẹp lắm. Nó có màu xám cũng xinh lắm luôn ha. Rồi, hello chị Ngọc Trinh nha. Chị nào vào rồi chấm tay tương tác em xem thử thấy được mọi người không. Thấy mùi tê tường vi, thấy chị Vi Vi. Mấy chị nhận được cái body của em hết chưa? To quá luôn. Rồi ok ok, đợi đợi rồi. Lên một lớp thôi nhỏ. Hello, mới nhận cục đồ nè hả? Ok, các bạn lưu ý là ví dụ mình có cái đơn hàng mà mình chưa nhận không? Mình có cái đơn hàng mà mình chưa nhận á. Hả? Rồi là trời, kéo đây. Chúng tôi rất là mệt mỏi. Hello nha, chị em thấy chị Hội Lục nè. Em thấy chị An Nhi. Chị nào vào rồi cho em xin một cái chữ GG. Đó, comment thử là em đã thấy được mọi người hay là chưa nha. Đó. Sau rồi tương tác cho em mạnh tay chia sẻ giùm em hai lần trên trang cá nhân và hai lần trên các trang hội nhóm của mình ha. Để làm gì mấy chị ơi? Để tối nay mình tăng bom. Kem body em còn đâu đó là khoảng 3, còn 3 7 hộp gì đó thôi ha. Còn mấy hộp vậy em? Còn được 7, còn 5 hộp không? Nói chung là hả? Có đó. Có 10 hộp hả? Rồi tối nay em tặng 10 hộp body cho 10 chị có lượt share nhiều nhất nha mọi người. Đó, tối nay em sẽ tặng 10 hộp kem body cho 10 chị có lượt share nhiều nhất. Lâu lâu mới like tối mấy chị ơi, chứ tại vì hôm nay em bận cả ngày á, giờ mới like tối nè. Rồi, Thanh Xuân, áo riêng ngày mai có hàng luôn á mấy chị. Áo riêng ngày mai em có hàng về luôn á. Hello, hello chị Hoa Anna, em thấy chị nè. Mời mọi người vào nhớ cho em xin một thả cái thả tim ha. Và comment GG nha. Cho em xin hai lần chia sẻ đang cá nhân và 2-3 lần hội nhóm. Rồi xong mình vô mình chơi mini game với em ha. Tối nay em xả bom rất là nhiều. Em xả luôn hàng một cái, hàng lẻ mẫu và hàng bom. Tại vì hàng bom xả cũng gần hết và hàng mẫu lẻ xả cũng gần hết rồi. Cho nên là những cái hàng mà hôm qua em gọi không bắt máy là tối nay em xả toàn bộ luôn. Vài chục hàng cũng xả luôn cho mấy chị. Là đợi hàng về mới gọi chốt đúng. Ý rồi. Ý là An Nhi có được chốt trên line không? Nếu mà gọi đặt chốt trên line thì là có rồi á. Hiện tại thì em còn hai con ở đây. Rồi em trừ cho An Nhi một cái, rồi còn một cái chị nào mà biết mẫu hôm qua thì con mình lên 135 thì em trừ cho em còn một con nữa. Rồi tranh thủ nha, tranh thủ GG. Cho em xin mỗi người một lượt chia sẻ cho cá nhân 2-3 lượt hoặc nhiều lượt cho các trang hội nhóm. Mình có bao nhiêu thì mình chia sẻ cho em bấy nhiêu nha. Rồi, cái mẫu kem body này là em đang sale cho mấy chị là 39.000. Chị nào chốt kem thì comment cho em là kem 39.000. Em sẽ ưu tiên chốt cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, 10 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất và comment nhiệt tình nhất nha mấy chị. Rồi là kem 39k nha. Line nào hầu như line nào em cũng tặng cho mấy chị khoảng 5-10 hộp hết đó mọi người. Line nào cũng tặng 5-10 hộp hết đó. Và cái hàng này em cũng còn ít rồi mấy chị ơi. Kem em còn khoảng chục hộp thôi. Em tặng luôn trong tối nay cho hết nha mấy chị. Kem 39.000. Thảo My này, Thảo My có một đơn hàng này. Rồi mấy chị vào, chị nào vào rồi chia sẻ giùm cho em 1-2 lần trên trang cá nhân và vài lần trên các trang hội nhóm. Mình có càng nhiều hội nhóm mình chia sẻ càng nhiều thì được tương tác càng cao. Mình có mình nó không bị ẩn của mình nha mấy chị nha. Sao em thấy comment lên chậm vậy mấy chị? Em thấy comment nhảy chậm lắm quá. Mấy chị vô mấy chị coi like có bị lag hay bị gì không thì mọi người comment cho em biết nha. Hãy comment rất là chậm. Thấy chị có chị Minh Dương Hương Thiên nè. Đó comment thôi. Rồi chị nào đang xem live mình comment 39 kèm số điện thoại đi giùm em. Rồi, bây giờ em đang để lại cho chị một con á, nhưng mà không biết cái đơn một cái hôm qua nhân viên gọi. Có gì ngày mai mấy bạn gọi lại cho chị ơi.
Rồi ok nha. Quần em full bom, bây giờ bắt đầu cắt bom đi nha mấy chị ơi. Quần đùi lưng cao này hôm qua em tặng mấy chị có 40 ngàn thôi. Cái này nằm trong đơn hàng bom, em tặng cho mọi người 5k thôi. Mọi người comment là quần, comment cho là 5k kèm số ngoại nhá. Comment em 5k kèm số khoảng 55-56 cái đủ loại mặt đẹp. Mọi người nhìn có rõ bạn không? Không là quần 39 hả? Không, tao có đâu. Bán 40, em bán là 40 nghìn. Bán là bữa sale 40 với là bom nhẹ. Rồi cho mình bảo mình thích kèm số điện thoại liên tục giùm em. Quần 5k. Mấy chị comment liên tục cho tới khi nào nhân viên đọc chốt đơn thì thôi. Nhớ chia sẻ cho em mạnh tay 2-3 lần trên các trang cá nhân và 2-3 lần trên các trang hội nhóm giùm em nha mấy chị. Rồi áo này cũng còn có một cái à mấy chị ơi. Bữa đó là tặng ba mấy ngàn rồi, ba còn bom tôi nữa. Tạo là 1k. Còn bên cho em là 1k kèm số nè. 1k kèm số giùm em nè. 1k kèm số em khui bom tặng hết nha. Mấy chị đừng có hỏi đơn đi chua hay gì mọi người ơi. Có nhân viên gọi điện là đi rồi. Còn nếu mà chưa gọi điện là chưa đi. Chưa đủ đơn ha. Rồi mua kém tất hết chưa? À không ra hàng luôn. Rồi con mình mã mình thích càng số điện thoại liên tục. Nhớ là chia sẻ giùm chị một hai lần cá nhân, một hai lần hội nhóm. Tên gì á? Trong này có hai cái bì nha mọi người, có một cái đồ thế này. 110 ngàn. Có hàng trả hả? Đơn chủ nhật đi hết rồi mấy chị, đơn gọi. Đơn gọi chốt rồi đi đơn toàn bộ không có ở đây. Không chuyển hàng. Hai cái quần luôn. Mấy chị ơi. Hai áo, cái em nhớ cái quần này em tặng chỉ có 40 ngàn mà em tặng đâu đó là rất là nhiều, cả ngàn quần luôn, em tặng có 40 ngàn rồi mấy chị ơi. Rồi, xong chị đặt hàng xong chị bom luôn, đặt lần hai cái mới đau đớn chứ. Rồi, quần này hồi nãy em tặng mấy chị 5k đúng không? Rồi bây giờ có một cái nữa, hai cái là ba cái quần 5k tổng cộng sẽ chốt cho ba chị comment nhiều nhất và chia sẻ tương tác tốt nhất nha. 5k, comment nhiều đi mấy chị ơi, comment nhiều tình cho em nè. Ai comment nhiều em thấy, ai comment nhiều em ưu tiên chốt trước cho. Sẽ ra mặt đẹp lắm, sẽ ra mặt có 119 ngàn thôi mấy chị ơi, rẻ. Mà sẽ thay hàng xịn luôn á. Đây. Trời ơi, thấy quen không? Mấy bạn thấy quen không? Trời, cái đầm này hôm qua khách hỏi không có nè. Đầm này em bán cả ngàn cái rồi, mấy chị hỏi rất là nhiều luôn đúng chưa? Đầm này là hàng Quảng Châu, 179 ngàn của em đây. Mọi người cũng đặt hàng nhiều lắm luôn á. Mà em hết hàng lâu rồi. Đúng không ạ? Rồi view lên hỏng nổi. Các chị quán thả tim, chia sẻ đẩy view lên giúp em với nha. Cho em xin mỗi người một lượt chia sẻ trên trang cá nhân, 2-3 lượt hội nhóm gì cũng được. Nói chung là càng nhiều càng tốt. Đúng không ạ? Rồi kem, kem là kem 39 ngàn. Kem body 39k. Kem body 39k nha. Kem 39k. Thả tim, chia sẻ đẩy view cho em ý một tí xíu nha mọi người. Tối nay view lên hơi chậm nha. Cho nên quán đẩy view cho em. Tại vì tối nay hàng đẹp lắm. Tối nay mẫu nào cũng xinh hết. Mẫu đang mặc là thể thao hàng Quảng Châu, hàng Hà Nội á mấy chị, hàng Ninh Hiệp á. Mà em bán rất là rẻ. Đó. Có này lên đơn cho em là gì đây ạ? À? Tặng mấy chị ạ. 179 thì tặng nhiêu đây? Tặng mấy bạn 35 ngàn. Được chưa mấy chị ơi? 35 ngàn thôi. Cho chị nào mà chia sẻ tương tác. Chị nào chia sẻ tương tác cầm em thấy mà comment nhiệt tình hoặc chia sẻ nhiệt tình em tặng thôi. 35 ngàn thôi. Ok chưa? Đó, cái đầm này giá trị lắm nha. Tại vì cái này là best seller của bên em á mọi người. Nên là thật ra... Là đi không hú em hả? Tao nhắn tin mà có thèm trả lời đâu. Mà hú em với lại hú anh. Ừ là trời á, nhắn tin thì không trả lời đó, hay vậy quá à. Rồi, dây dẻ quá nha. Rồi tặng 35 nha, lưu ý cho em là gì? Comment nhiệt tình cho em nha. Cho em xin thả tim, chia sẻ, đẩy view lên cho em một tí xíu nha cả nhà. Đó, cô Ánh chia sẻ hội nhóm cho em một cái mọi người. Tối yếu dữ dịp trời. Buổi sáng nó còn mạnh mẽ hơn buổi tối nữa. Rồi, mẫu này tặng luôn cho mọi người đây ạ. À. Mẫu này em tặng luôn cho mọi người luôn. Rồi nhớ là chia sẻ mạnh tay giùm cho em. 29 ngàn. Mình thích càng số điện thoại liên tục giùm em mấy chị ơi. Có 218 người à, thiệt. Có 218 người à, không có lên nổi luôn á. Thiệt quá luôn á trời. Rồi lên cho em mẫu này nha. Vài cái 5k trước cho có. Rồi, ta la tới đâu mà chốt tới đó nha. Cứ la tới đâu chốt tới, tại vì hàng bao em tối em xả nhiều. Hàng lẻ mẫu rồi em xả hết luôn. Và mẫu mới em lên luôn cho mấy chị. Rồi mẫu này cho em 29 ngàn, comment cho em xanh. Đừng comment là đầm xanh 29 mất thời gian. Comment 29 có đơn. Comment nhiều vô. Comment nhiều vô cho em. Ok không? Rồi, cắt được luôn nha. Rồi, đứa nào cắt bông giùm chị đi. Anh cha mẹ ơi. Ta giao tiếp tâm linh má. Rồi. À, cái đầm con thỏ là 35 rồi, đều đúng rồi, em tặng 35 ngàn. Trời ơi, Thảo Hơn nha. Thảo Hơn Vinaphone nè. Trưng phải bán có 60 ngàn còn bom hàng nữa mẹ. Trời ơi, Trưng phải đi bán có 60 ngàn tặng hàng bom cho mẹ con bom luôn. Chi vậy trời? Trưng phải đi size M,
tặng luôn cho mọi người luôn 30, 39, 35 luôn đi. Còn bên chị em là size M35. Quần 5K em tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chị Hồng Nhung. Rồi M35.000. Ủa đâu? Hai đó. M35.000 nha mọi người, M35.000 nha. La nhanh, la nhanh luôn. Tự nhiên nhìn qua các bạn trống trơn hết hồn chị bé. Thả tim đẩy view cho em cái coi. Trời ơi, tổ này yếu quá nha. Em rồi, đẹp hơn cả mong đợi. Cảm ơn chị Lan Kim ạ. À, mới bị hack Facebook hả? Trời ơi, làm ăn ở mày, ăn ở Facebook coi không có cái gì luôn á mà bị hack hoài luôn á. Rồi tiếp cho em áo này, cho em một cái giờ còn bên chị hai quần 5K tặng chị Ngọc Huyền. Chứ cha xin lỗi hơi dính nước, cho em 2K đó mấy chị, mã 1K có áo bò ra rồi, tặng mọi người 2.000, còn bên chị em mã 2.000, còn bên chị em mã 2.000 đi mấy chị nào được đọc tên là có hàng tặng mấy chị ơi, được đọc tên là có cái đó mặc đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nào mà có eo á mặc dày cũng được, chị nào có eo á kiểu như mặc hở rốn đẹp đó, mọi người có eo có hót, mọi người mặc như vậy đẹp lắm. Và mọi người không tự tin mọi người kéo lên ok chạy này, kéo tới nách cũng được không sao đâu nha. Lưng rất là cao, đợi em chút đi ạ. À, mẫu này em sale cho mấy chị 119.000 thôi à, ai bán 200 mấy em không biết, nhưng mà em bán vải bô rip 119. Đợi em một chút xíu đi, tối nay em thấy comment lên rất là chậm luôn đó mọi người. Mọi người mà bị ẩn comment mọi người quán cho em xin được chia sẻ nha, thả tim cho em nha mọi người ơi. Ai ẩn comment thì quán cho em xin chia sẻ và comment nhiệt tình vào, thả tim chia sẻ cố gắng cho em nha. Mã 1K tặng chị Hoa Hanna. Khách mới follow và like fanpage chỉnh chế độ ưu tiên giùm em là được đó, để được mua hàng chứ ta thấy đông người xem mà ít comment là nguy hiểm lắm á nha. Bị ẩn không ảo chứ hay bị ẩn comment lắm đó. Mấy chị muốn không bị ẩn comment thì mình cố gắng tương tác chia sẻ nha, một hai lần cá nhân, một hai lần hội nhóm xong comment liên tục giùm em mấy chị ơi. Quần ống xu hàng Quảng Châu nha mấy chị, ơi xin lỗi, quần ống xu hàng Da Rà nha mấy chị ơi, tặng mấy bà nhiêu luôn. 38.000 comment cho em quần 38 đi mấy chị ơi, quần 38.000. Bờ ra này là em nói thiệt, em bán chắc không biết bao nhiêu con rồi, em tặng cho mấy chị 39.000, còn bên đen 39.000. Má 2K em tặng cho chị Tố Nhi. Rồi, body này là hàng siêu phẩm ướng đi mấy bà. Chất nhung tâm nè, chất nhung tâm cho em nha mọi người ơi, chất nhung tâm cho em. Rồi, đó, body này mấy bà đi tiệc đi. Nhân viên nhà em và khách em nhận hàng ai cũng khen hết trơn á mấy chị ơi. Tặng cho mấy chị tầm này 50.000 thôi nhá. Em sẽ có hai màu, thích màu gì em tặng cho màu đó. Còn bên cái màu mình thích lên em ưu tiên chốt đơn cho bà nào comment nhiều này nhá. Chia sẻ, bao nhiêu được chia sẻ rồi á mấy đứa. Sao mà thấy view lên chậm dữ vậy nè. Thôi coi đi, thôi coi hệ thống cho bao nhiêu được chia sẻ rồi mà sao tương tác chậm quá vậy. Em coi ngoài á. Rồi, đồng vàng đi cho em. Mấy chị coi không rõ bị mờ hay như nào thì nhớ comment lên để em biết được, em điều chỉnh nha mấy chị. Sẽ đã mặc dạ 55 cơm mang về. Rồi lột. Đầm 29 em tặng chị heo Yasumi. Đầm đa sẽ đã mặc là 55 cân quay đầu giùm em. Trời ơi, em liệu mấy chị ơi. Rồi 50.000 vàng, 50.000 màu giờ đỏ đô nha mấy bà. Mặc đi, đông đẹp, tôi thối tiền lại cho có 50.000 à. Mà rất là đẹp mọi người, hàng lẻ mẫu, rớt mẫu bán luôn 50 thôi. Nha. Rồi cho em con đầm body luôn. Con này là vải bông lúa. Bán tặng 38.000 hả? Chân bán tặng 38.000. À, đầm thỏ là 35.000. Cho vậy là cái đầm thỏ đi Nhi. Quần 38 tặng chị Thanh Hằng. Rồi, cái đầm này cho em 40 thôi nha mấy chị. Đầm này là 165 của nhà em. Vải bông lúa siêu đẹp. Cái áp này nó nhìn nó hơi sáng nhưng mà thực ra mấy chị mua hàng kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Sáng mấy chị nhìn rất là rõ được chất liệu vải nè, thấy không? Đẹp vô cùng luôn, ok. Eo hai bên hông 40, còn bên kia em mặc 40. Rồi, đầm len thỏ nè, các bạn nhìn đi. Chuẩn hàng Quảng Châu luôn á, chất đẹp miên man nè, con thỏ theo luôn á. Sẽ đông mang nha mấy chị nha. Sẽ đông mang rẻ lắm, đợi em chút đi em tặng cho. Rồi, đầm len thỏ 35.000. Dành cho người đẹp nào đây? Người đẹp nào chia sẻ nhiều nhất, comment nhiệt tình nhất, ok không? Là được ưu tiên con đầm này. Tại vì sao mấy chị, con đầm này giá trị cao lắm á nha, nó rất là đắt tiền. Nên là em sẽ ưu tiên dành cho chị nào mà có thể chia sẻ cho em nhiều nhất, là em sẽ chốt được chia sẻ nhiều nhất em tặng cho chị đó, ok không? Còn kem body là mấy chị cứ comment, là bữa nay là không có tặng cho người chia sẻ nhiều nữa mà tặng hoan hỷ luôn. Ai comment nhiều là em tặng kem body thôi chứ em không có cần ấy nữa nha, tại vì cái này nó giá trị hơn rồi. Thỏ 35 rẻ không? 50 vàng chị Liên Nguyễn, 50 đỏ chị Nguyễn Luyến. Rồi thỏ 35 đang chơi tới luôn nha, tương tác chậm quá là em kéo lắm luôn rồi đó, tối lắm, yếu hơn buổi sáng nữa. Các bạn nhận thông báo like không vậy? Mấy chị nhận thông báo like không? Ai không nhận thông báo like nhớ là chị nói chị đưa tiền giùm em nhé, đen 39. Rồi mấy chị ơi, set sơ mi nè, sơ mi này cho em 39.000, comment cho em mã sơ mi 39k ha.
sơ mi đuổi HN 39K thôi. Còn bên cho em mã sơ mi 29K. À, 39K em xin lỗi, 39K. Bra 39 cho My Lan Nguyễn, bra 39 cho Mỹ Quyên, bra 39 cho Lê Thị. Rồi. Cứ màu đang mặc đây Tiên ơi. Cứ bảo số. Bra 39 còn bền Kim Hoa. Nhiều màu để sau cùng ưu tiên lên set. Set này kế trước đầu lông ha. Rồi quần tay nè. Quần tay này bán 7-8 ngàn con rồi. Thôi có 1 con tặng với chị 39 ngàn đi ha. Comment cho em là tay 39 ngàn. Bán 7 ngàn con rồi giờ có 1 con tặng 39 ngàn đó. Ok không? Rồi cách mới nhớ cho em xin thả tim đẩy view cho em nhé. Chia sẻ đẩy view giùm em nha mọi người. Set sơ mi nè mấy chị. Con này giờ đặt 39 nó lộn không? Lộn. Lộn hả mấy chị, có mà là đen 39 ngàn đi. Hàng lẻ, hàng lẻ mẫu đang miếng bán có 39k thôi mọi người nha. Nhưng mà áp dụng có logo chia sẻ. Được không các chị đẹp của em? Bà ra 39 cho chị à? Cho em ở đây là đen 39 Lily. À, đen 39 cũng lộn. Đen 39 cũng lộn. Mọi người cho em là đen 40 đi. Hoặc là sơ mi à, chốt này. Chốt sơ mi 40. Sơ mi 40. Bây giờ chốt không đổi nha. Sơ mi 40. Sơ mi 40 cho em. Áo ổn này cho em 25k. Rồi ok ok, sẽ đã mặc lên lên luôn cho nè. Lên luôn sẽ đã mặc cho bà nè, đẹp không? Rồi sĩ nào vào rồi. Coi mình nào vào rồi đi cho em lên thằng mới cho sĩ lấy nè. Sĩ đâu, sĩ đâu, sĩ ai vô rồi nè. Ai vô để bắt đường. Ai vô để túi đường nè. Kem giá sale là 99 ngàn. Còn nếu mà dành cho mấy chị chia sẻ nhiều tương tác tốt là 39 ngàn nha mấy chị nha. Rồi con này cho em 25 ngàn. Còn bên cho em áo boric bông nháp 25 ngàn giùm em. Vô 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 em mới hết hàng. Vô 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 nha. Set sơ mi 40 thì Nguyễn Thị Thảo. Rồi con này lên đơn luôn cho em bao nhiêu đã đầm xuông. Rồi đầm xuông này sale cho cả nhà mình luôn 39 ngàn. Comment mã xuông 39k. Rồi set đang mặc luôn mấy chị ơi. Set đang mặc mấy chị ơi. Set đang mặc hai ok body hả. Rồi set đang mặc là hàng thể thao nha mấy chị. Quần có túi rất là to, vải bô rip ống túm cho em, lưng cao lắm mấy chị. Có thể là mặc hở rốn như thế này cũng đẹp, hoặc là mấy chị có thể kéo lên vẫn ok. Nếu mà không thích hở thì kéo lên giùm em. 275 ngàn nha mấy chị. Ngày hôm nay sale cho mọi người bao nhiêu đây mọi người? 119 ngàn. Em có rất là nhiều tông màu cho mấy chị đây hả? 119 đang mặc màu. Comment cho em là xanh. Trời ơi mấy chị ơi, em nói thiệt nha, cái bộ này 270 ngàn lận á. Chỗ khác đang bán 270 ngàn lận á. Hàng bên em là hàng Boris nè. Hàng Boris xịn, không phải hàng da cá, không phải hàng thông thường, mà là hàng Boris Thái. Được chưa mấy chị ơi? Rồi màu đen nè. Em biết lấy hai màu luôn rồi, mấy bà biết cỡ nào rồi. Màu đen. Màu đen nha mấy chị, màu đen. Tách rời quần với áo mặc riêng được luôn. Được chưa hả? 119 thôi nha, sale luôn nè. Sỉ cho em là 105, lẻ cho em 119 ngàn. Hàng sao á mấy chị? Hình như vậy đó. Rồi bà đẹp quá à. 119 ngàn thấy chị Hồng Nhung. Em thấy chị Hồng Nhung. Áo bông 25 cho chị Loan Kim, hai hộp kem body 99 với chị Hải Đình. Rồi mẫu này cho em 119 xám. Ôi trời, quên cái mũ này nãy giờ là đánh LA, mã LA đánh rồi quá à. Thôi thằng qua đây rồi. Thấy Hồng cái mẹ qua đây đi tê em ơi. Rồi 119 em sẽ có 3 tông màu mấy chị, chốt nhanh nha, tại vì em có rất là ít. Sẽ em lấy 30 hết á, sẽ em toàn lấy 30 cái trở lên không ạ. À? Rồi 30 50 cũng có, rất là nhiều. Rồi cho em vải boris nha mấy chị. Chốt đơn. 119 ngàn có đơn mấy chị ơi. 119 kèm màu. Oxy. Cho nó ăn đi trời ơi. Lấy xuống giùm cho nó. 119 cho Nguyễn Thị Lợi. Rồi. Xanh 119 cho Phương Lê. Xám cho Mỹ Hoài. Đó. 119 ngàn nha mọi người. Màu xám đẹp quá. Màu 2 chị Hậu Nguyễn. Vải này vải boris giùm em, không phải là cô tông nha mấy chị. Tiểu My. Không phải là hàng cô tông giùm cho miếng nha. Hàng boris chất xịn nha. Nhận hàng đi mọi người, không đẹp em miếng thối tiền cho. Có đen nha tình yêu, có đen nha. Đủ chị Thu Thương, ai mà thấy Liên Nguyễn. Ôi, cái màu đang... chính cho Liên Nguyễn. Màu đang mặc đẹp lắm mấy chị, màu đang mặc đẹp lắm. Màu đang mặc đúng rồi, mỗi riêng có một bộ thôi. Màu đang mặc là mỗi riêng có đúng một bộ thôi, nhưng mà nó rất là đỉnh nha mấy chị. Nhưng mà ai phải giữ nó mặc được, tại vì quần màu trắng này không có mỏng đâu nha. Rồi comment cho em 119 xanh. Con này sang nha, 119 ngàn mẫu, màu xám. Cái bản này bản 5 phân, ai có bộ mặc dấu bộ luôn giùm em. 38-55 cân bộ lại mặc đẹp, sỉ 105, lẻ 119 nha. Xám 119. Màu đen nè, đen. Comment giùm em là 119 xanh, xám hoặc là đen giùm em là có đơn nha mấy chị ơi. Xanh chị Canh Lý Hăng. Và bộ rip xịn lắm luôn á, thiệt nó dày lắm mọi người. Đưa Yến đưa chị cục hàng ba màu chị cho cách coi à. Đưa ba cục bất kỳ đi. Nó dày tới cái mức mà hả? Một bộ chắc phải cả ký đó mọi người. Dày cực kỳ luôn. Bất kỳ hả? Đưa đại cái cục đó đi. À, con được dày á mà, hiểu không? 119 ngàn, áo mắc rờ được, phải bô rít nha. Rồi. Tỷ 105, lẻ 119.
chị đưa ba bộ, đưa đúng bộ luôn. Ba bộ rồi sao chốt ba bộ sao đừng nhựa dày. Vậy chị ghi giá sỉ hay ghi giá lẻ đi? Giá sỉ giùm em. Ghi giá sỉ 105 đi. Hôm nay em xin giá 105. Hôm nay em đọc giá sỉ trên live luôn cho mọi người luôn á, để mọi người dễ biết đường giá bao nhiêu mọi người lấy á. Có gì khoác lên chị có đăng hình đánh hiền với bây giờ. Vậy không? 119.000 set mà nó hàng xịn, hàng HN xịn như này nè. Rồi. Rồi có mình email là 119 xanh hoặc xám hoặc là đen là có đơn nha mấy chị ơi. Xanh xám hoặc đen. Xanh hoặc xám hoặc đen dùm cho em nha các chị ơi. Rồi lên rồi một công thiết kế này dày ơi là dày giùm vui luôn. Go xin giùm em phải không? Dày lắm luôn á, có dáng không? Có mấy màu. Tương tác chấm bài giùm em mấy chị nè. Cục khác. Rồi lên cho mọi người xét thiết kế nè. Rồi cầm xét đi. Sao tương tác cám dữ người ta? Do mấy chị không comment hay là comment em không thấy vậy? Cũng 230 người mà. 230 người chứ đâu phải là. Ui là trời một màu em. Dạ một màu. Rồi xét thiết kế cho em mấy chị ơi. Nó có hai món. Một cái quần 50 bạn tây 50 bạn chung có khóa kéo. Rồi áo là áo vest dạng rất là dày, dày cui luôn nha mấy chị ơi. Xỉ 90 lẻ 105. Cái này em nhận hàng giùm em. Là hàng loại 1-201 á mấy chị. Em xả luôn 105 thôi. Mấy chị một là đóng thùng như vậy ha. Hai là mọi người mặc dấu quần luôn thì nó sẽ là dạng vest. Basic không? Tay bo phòng cổ như này mọi người nhớ. Chất dày lắm. Xem cho mọi người 105 mấy chị ơi. 38-60kg là mặc đẹp. 119 xám nha Nguyễn Thị Tuyết Nương. 38-60kg là mặc đẹp. Mấy chị đừng chấm cái xem giùm em. 38-60kg ok nhá, xỉ 90. Phải dày lắm, tay bo. Tay bo phòng luôn. Ở phía sau sẽ là cổ như này. Cái này như là cổ cổ thủy thủ á mấy chị, xỉ 90 lẻ 105. Rồi ơn chị. 105.000 nha mọi người ơi. Xỉ 90 lẻ 105. Thế là xinh quá. Rồi ok chưa? Qua mã luôn nha. Go xem giùm em mấy chị ơi. Cái con này mà không chốt đơn nữa là thiệt. Không hiểu kiểu gì luôn á. Không chốt đơn là em bỏ tay. Màu đang mang là màu đang mang màu xanh chị Hạnh Lê nhá. Xếp đang mang là 119 màu xanh, em có màu xám và màu đen nữa. Đang mang luôn đó. Xỉ 101.15. Rồi xét sơ mi đuổi thái. Ủa? Cái gì ta? Không ai comment luôn hả mọi người? Ít ra cũng một người comment chứ. Quần đang mang là 119.000. Ngọc gì mình muốn hỏi mỏng nào ấy chị ơi? Cái gì vậy ta? Lại đi. Cái này xỉ 105 hả? Cái sơ mi đuổi đẹp lắm luôn. Rồi cái set 105 nó rất là đẹp luôn á mọi người. Mà không một ai chốt cái set đó luôn á. Sao vậy ta? Hay là cái gu của em có vấn đề? Hay là cái gu của em có vấn đề ta? Xỉ 101.15 set sơ mi nè. Túi giật hộp giùm em như vậy nha. Rồi xỉ 100 lẻ 100. Nó đang xem nha mấy chị ơi, xỉ 100 lẻ 115. Xỉ 100 lẻ 115 từ 38-55-56 cơm đồ lại mặt đẹp. Em có màu đen. Màu quần. Màu đen. Màu xám thì là quần màu xám. Màu xanh là đang mang là quần màu trắng. Còn màu đen, màu đen là cái quần màu đen. 119. Có đập nhở, xếp đang mang là 119.000 mấy chị. Chị Liên Nguyễn chấm nữa là nó đá chị ra. Đừng có chấm GGGC chị ơi. Đừng có chấm gì. Rồi cho em mã này luôn là bao nhiêu đây mấy chị ơi? 115.000 màu nu nha. Size S, size M mặc đẹp giùm em. 115.000 màu trắng luôn. Ủa mấy chị coi có bị láng không? Tự nhiên lên một mẫu đúng một người chốt luôn. Rồi 119 trắng, 115 trắng giùm em luôn nha. 115 trắng, sỉ có 100.000 à. Mà hàng Ninh Hiệp luôn đó nha mọi người. Rồi cho em mẫu này đã là 115 trắng. Rồi lên áo nha. Em sẽ thao tiếp cái gì mẫu nào. Rồi mẫu này có chân váy nè. Mẫu này mọi người mặc chung với chân váy em ấy hả? Rồi áo 115 kem chị Đặng Thị Huyền. Con này lên đơn giùm em là 49.000 nữa mấy chị ơi. 49.000 nhiều. 65.000 sorry. Lộn. Xỉ 50 lẻ 65. Xỉ 50 lẻ 65.000. Có màu trắng, màu nâu, màu đen. Cái này mới về lại nè, không bữa chị nào hết lấy lại giùm em nhé. Ok chị Hạnh Lê, xếp sơ mi màu be cho chị Trịnh Thị Thu Thảo. Xếp đang mang là 119.000.
có màu đang mang là màu xanh, em có áo đen quần đen và áo xám quần xám mấy chị ơi. Rồi mẫu này trưng bày cho em 85.000, còn bên kem nâu hoặc trắng kem size ML, áo sẽ 50 lẻ 65. Em có màu trắng, màu nâu với màu đen, áo rất là đẹp, 65.000. Bảo Ngọc là sỉ lẻ chị ơi, sỉ thì cọc tiền còn lẻ, muốn mua số lượng phải cộng 500 em mới chia hàng mấy chị nha. Xét đây, xét nào em cầm em cũng có báo giá hết đó mấy chị ơi. Nên là mấy chị nghe giá hãy comment giùm em nha mấy chị nha. Trời ơi, kiếm chân mình cái áo nâu này đẹp nè, màu nâu này là ít lắm, mỗi ri chỉ có 1-2 cái nâu thôi nha mấy chị ơi. Có nhiều chị thắc mắc là lấy sỉ sao mà nó ít nâu, thì thực ra một ri có 2 cái nâu à, một cái nâu yếm trong ấy ngoài nè. 65.000 màu nâu, màu đen và 50 mẫu màu 2 Hậu Nguyễn Bảo Ngọc, khi nào trừ tiền nha mấy, khi nào có tiền mới trừ nha chị ơi. Màu trắng mẫu 12 được rồi, trắng chị Hương Thiên đó, màu này ở đây được rồi. 65.000 nha mấy chị ơi, cái nâu nâu chị Liên Nguyễn rồi. Sỉ 50 lẻ 65 nha mấy chị ơi. Màu đen luôn nè. Đen chị Hương Thiên. Có 65 ngàn thôi mấy chị. Xét ông quần là quần bo nha chị ơi. 65 bo chị Dung Thị. Mặc là quần bo nhá. Rồi mẫu này cho em 65.000 màu đen. Đen chị Hạnh Lê. Còn bảo cọc luôn đó chị, để chị đen đơn nha. Nâu chị Thu Trang. Áo nâu và chân váy size S cho chị Liên Nguyễn. Cái đấy mặc yến á, mà có màu đang mặc là màu xanh. Bảo Ngọc cọc mới chưa hàng chị ơi. Màu xe đang mang là 119.000, đang mang là màu xanh. Xám thì nó có áo xám quần xám, đen thì áo đen quần đen luôn. Chỉ có quần đang mặc, màu đang mặc là 1-2 quần đó thôi. Ủa, cái này là do mấy chị comment đó. Do em comment đó chứ này chị không biết được nha. Chị Yến đọc giá trên live rồi, còn nếu mà làm sỉ 50 lẻ 65 đen trắng nâu. Bên em làm theo cái giá mấy chị comment 65.000 một cái thôi, chốt đi mấy chị. Con này là chất len nè. Chất len cho em như vậy thôi mọi người ơi, xịn lắm. Thì nha, 65.000 cái áo á. Bộ đang mặc là 119 nha cả nhà. 7 kg Ngọc Thiện cao 1m bao nhiêu chị ơi? Nếu mà cao 1m6 57 kg mới vừa CL, còn 1m55 đổ xuống không vừa CL đâu chị ơi. Áo trắng còn. Áo trắng cho Nguyễn Thị Thu Thảo. Chân váy sẽ cho Hương Thiên. Ngọc rồi. Thiện mua hàng kèm số điện thoại chị ơi. Chân váy em có 3 màu. Trắng, đen và nâu. 85.000 còn bên kia em là màu kèm size nha mấy chị ơi. Màu kèm size nhá, chân váy đi là 85.000 màu kèm size, còn áo là 65.000 trắng nâu đen. Phải 50 ha. Rồi. Ok chú mấy ơi, chú nghe qua mã. Chân váy này chân váy quần giả váy luôn á. Đây là quần giả váy luôn, có 65.000 thôi. Gì? Ờ 85.000 thôi. Chân váy là 85.000. 38-45kg CL, 50-55kg là size L. Còn áo là 65.000, hiện tại em còn trắng với đen thôi mấy chị nha. Còn chân váy thì còn đủ size, còn mình kèm size giùm em. Sẽ đã mặc 119.000. Được chưa? 119.000. Chị ơi, lộn 65 là chân váy cho em của mình lại được không? Rồi áo đang mặc, sẽ đã mặc là 119. Hương Thiên, Nhi bóc, Biêu Hương Thiên giùm chị nha. 119.000. Hương Thiên áo xong hả? Bóc đi. 119 cho em màu xám, đang mặc là mẫu xanh. Chân váy là giá 85.000, áo là 65.000. Hương Thiên em không biết chị lấy cái gì, nếu mà chị nói là chị comment sai là em hủy cái bill đó, lấy cái gì comment lại giùm em. Nguyễn Ngọc Tú một đơn xã không bằng lại. Vừa như Ngọc Thiện ơi, mua hàng comment mã màu số điện thoại giùm em. Bộ đang mang là 119.000, đang mang là màu xanh, màu xám, có màu xám và màu đen. Chị kiểm tra tiền có Ngọc giùm em với. Bạn Ngọc lấy sỉ là comment giá, chị đọc giá sẽ trên live và đủ màu giùm chị nha. Còn lựa màu tính lẻ giùm chị. Nguyễn Thị Ngọc Trâm ơi, khi nào những người điện đơn với bạn sỉ cộng một sỉ mà để được giá trên live mà giá báo thuận như mẫu sỉ 105 thì mấy bà phải cộng 1 triệu mỗi mẫu, mấy bà phải lấy đủ màu, ok không? Rồi lên trên mẫu này 119 xám nè, xám đen và màu xanh đang mặc. Chị Ngọc Thiện là như lấy xe lời chị rồi đi. Chân váy xe lời cho Ngọc Thiện. Rồi cho em xét thái nè. Bỏ ngon mãi không bỏ ngon đừng có, nếu mà đọc nó còn mình sai còn mình lại 500. Đó, còn mình sai nha, mình nói xong. Hương Thiên ơi, em chưa chốt chị cái gì hết á. Chị bây giờ mình muốn lấy gì mình chốt lại giùm em cái áo, cái chân váy chị ơi. Để em với lại xét thể thao, em có nhiều mẫu lắm, để em xíu nha chị Tiểu My ơi, để em xíu. Rồi, nhanh nè. Bỏ cái áo cho xong rồi chị. Xét quần 19 đó chị Thảo Tây. Xét đang mang 1.5 thêm, mỗi màu 2 chị Tiểu My. Rồi. Chân váy đen sẽ cho Hương Thiên, chân váy đen sẽ cho chị Thư Trang. Mấy chị mua hàng của mình cắt giùm em nha. Bảo Ngọc comment lại. Bảo mới thấy cả em mới xả được, chứ còn không là em không xả được rồi nha mấy chị nha. Bảo Ngọc comment lại giùm em, giá 50 là chị lấy đủ màu mới được. Còn nếu mà em lựa màu comment luôn giá 65, hoặc không comment giá luôn cho chị tính ha. Rồi, mẫu này sale cho mấy bà luôn nè, set cô tông thái 155.000 luôn á mấy chị ơi. Giờ em sale luôn bà ha. Em may lại rẻ lắm. Sỉ 70 lẻ 85.000. Chị thương lắm mọi người ơi, sỉ 70 lẻ 85 mà. Set đùi thái nha, to ơi là to luôn.
Rồi, xỉ 70 lẻ 85 ngàn. Xỉ 70 lẻ 85 ngàn dùm em. Em có màu đỏ nè, màu đen. Màu đỏ, màu đen. Áo sao lâm hiện tại em còn trắng đen hết nâu mấy chị ơi. Rồi mấy bạn biết cái quần này em bán được, em bán cho chị quần đùi bồng á mấy chị nhá. Quần đùi bồng mà cái mẫu quần xốp như vậy á, 65 79 ngàn gì đó rồi, rất là cao. Cái quần này mọi người bán rồi ok luôn á nha. Rồi nguyên set này sale mọi người luôn 85 ngàn, xỉ 70 lại 85 giùm em. Xỉ 70 lại 85 giùm em, ok chưa cả nhà? Từ 38 tới 65 cương là mặt đẹp. Màu vàng luôn. Rồi cho em 85 ngàn màu vàng. Áo 65 đen trắng. 85 vàng mấy chị nhá, 85 vàng. Rồi xe tương tác giùm em. Bộ đang mang một xám hết xanh rồi đúng không? Bộ đang mang hết xanh rồi mấy chị ơi, còn xám với đen thôi. Hà Thư còn màu xanh gì kia? Bộ màu 2 đang mặc thêm. Đang mặc cái người chưa? Rồi. Hà Thư còn xám hết xanh, lấy thêm đen có mình giùm em thêm đen nha chị ơi. Đủ màu 2 là mỗi màu 2 cái rồi ok. Rồi xét màu 2 cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc rồi, còn nếu mà còn bao nhiêu thì lấy chị ơi, chứ hiện tại không đủ mẫu màu 2 đâu. Ok Ngọc Thiện có rồi chị ơi. Sao đang mặc 119 ngàn nha mấy chị ơi. 119 ngàn. Màu xanh, màu đen và màu trắng đang mặc. À màu xanh, màu đen và màu trắng đang mặc. Rồi lên cho bạn một cái set thể thao. Phạm Kim Huê bây giờ còn đen hết trắng rồi chị đẹp ơi. Áo 2 dây. Ngọc Hảo có đâu không có máy tập lặp lại ạ. Quần ống suông nè mấy chị ơi. Chị Tiểu My cái mẫu này xỉ 100 nhá, lẻ 115 ngàn. Quần ống suông có túi, một cái áo 2 dây. Đó, mấy chị mặc vô là đẹp xỉu luôn á nè mọi người. Biết cái mẫu này hình dung được mẫu này không ta? Đó, như vậy nè mọi người ơi. Rồi 115 ngàn, áo dây. Mấy cái này là tay dài á, ba mẫu, tay dài luôn. Ủa Bảo Ngọc là xỉu như vậy ha? Xỉ. Từ từ để chị sửa. Nhưng mà Bảo Ngọc mới cặp 500 thôi nha. Bảo Ngọc thêm đi. Bảo Ngọc chị nếu áo len thở cọc đủ 1 triệu giùm em mới có giá sỉ, còn không thì nhân viên mấy bạn làm lại giá lẻ nha chị ơi. Bóc rồi chị là đó bán. Mặc như vậy nè mấy chị nè, rồi lên đơn giùm em là 115 ngàn đi mấy chị ơi. Con Ý nó bị nghiện rồi tụi bé ơi. 115 đen nè, 115 nu. Rồi được chưa, áo len ở trong áo gân tâm luôn á. Ông Tấm còn ông Tấm như chị đang mặc không? Để em coi. Quần ống suông này mấy chị ơi, quần ống suông. Ống suông áo 2 dây. Kèm cho mọi người thêm một cái áo khoác ngoài nữa. Đó, sale luôn cho mọi người 115 ngàn. Có mình thì mẹ là 115 kèm màu mấy chị ơi. Ha, à, dày. 115 nu và 115 ngàn màu. Màu hồng luôn giùm em nè, hồng 115. Hà Thư còn xám thôi, mình có lấy thêm đen không chị ơi? 115 hồng giùm em nhé. Đen 115 chị Hoa My. Rồi tiếp theo là 115 ngàn. Áo khoác len vàng, sale mấy bà luôn á. Khoác len vàng sale bà 100 ngàn. 115 hồng chị Liên Nguyễn. Khoác len vàng sale bà 100 ngàn nhá. Comment cho em mã 100. Vàng comment vàng 100 giùm em. Vàng 100. Rồi, cái này xỉ 90 nè, rồi nó dày, tay bồng dày, giả mang luôn. 115 đen Nhung Thị. Rồi, mẫu này xe mọi người xỉ 90 lẻ 115 giùm em. 115 đen chị Nguyễn Thiện Thảo. Đồ hôm nay nhiều kim tuyến quá. Do cái áp á lạ ơi, chứ không phải kim tuyến đâu. Rồi, mẫu này cho em xỉ 90 lẻ 105, trời ơi, cái mẫu này nó xinh. Mẫu này đóng thùng cũng xinh mà không, mọi người mặc này cũng xinh nè. Có 105 ngàn à. Thiệt, có những cái set vest gì đó bà, dày cui. Rồi ok, để em đổ cái áo khác. Lên ngồi kịp. Tụi mới cúng qua sang đó mày. Em đâu có làm gì đâu. Rồi dày đi. Tưởng là băng luôn, đĩa luôn mày chết. Rồi 65 hết nâu rồi chị Nhung Thị ơi, còn đen thôi. Nhưng mà con live chim có mấy người mà sao nói hoài vậy trời. Có lại là Hà Thư ơi, hết xám rồi. Alo, hết xanh rồi, còn chị còn xám thôi. Chị có lấy thêm đen á thì lấy, còn chứ em hết xanh rồi chị ơi. Đồ chỗ em đi bơm hàng đi cho tiền qua đây. Đứng hát hồi tao buồn ngủ quá, tao đáp rất là buồn ngủ luôn mà tao gặp nó nữa. 115 hồng cho Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Rồi cái này là set cái quần á, mọi người có thể mặc ống túm nè. Có thể ống túm hoặc là có thể để ống rộng cũng được nha mấy chị ơi. Ống túm ống rộng đều ok hết. Xỉ 100 lẻ 115 luôn. Set thể thao hôm nay mọi người thấy giá rẻ không? Rẻ lắm luôn á mọi người ơi. Chắc vô deep hết nha. Thế là chắc vô deep hết chứ không phải là hàng cô tâm đâu. Rồi mẫu này cho em một xỉ 100 lẻ 115. Khoác vàng chị Lily Boo. Một là ống túm, hai mọi người có thể
là ống su cũng được. Rồi đây nơi kem ai luôn 110 15 kem. Để có 115 kem. Đây có 2 màu thôi à? Trắng. Rồi 115 nữa. Trắng nữa. Trắng 115 ngàn. 115 trắng luôn. Cái này mà mất không mất tương tác là bán. Ao ao đi. Phải là ngồi. GGC giùm em mấy chữa. GGC. Từ tháng rồi em chưa nhận được. Bầu quá hả? Có ai gọi điện chốt chưa chị ơi? Có gọi chốt mới có đi đơn, có đơn á chị ơi. Màu có đầm bành hoa, đầm hoa đi đơn. Rồi bờ ra này, Hậu Nguyễn cho bà lấy sĩ cái bà muốn lấy cái gì? Cứ gờ gờ hoài lấy cái gì vậy? Xe đã mặc còn nha chị ơi, 119.000 màu xanh, màu xám với màu đen nha chị ơi. Áo bờ ra cho em 39.000 còn một con, còn bên đen 39. Còn bên đen 39. Rồi áo khoác nè, áo khoác này còn một cái sale mọi người luôn 50, con này là hàng đẹp luôn á, chất cương tâm 50 nè, Hà Thư một xanh một xám thì có chưa? Chốt rồi nhưng mà hết xanh còn xám. Kệ bà luôn đi, bà cầm bên, bà cầm bên 115 xanh cho chị Nhung Thị. Đơn mới đó. Gọi, đơn mới chưa gọi, đơn mới chưa gọi là nếu mà có đơn là nhân viên gọi rồi, còn không là không có đơn á chị ơi, cho bên đi gọi hết rồi mà. Trắng 115 cho Nguyễn Yến. Xe đang mang là 119.000. Em có áo xám quần xám, áo đen quần đen, em hết màu đang mang đó chị ơi. Đầm baby đen bầu bí bông chen được mà rất là đẹp nè mọi người nè. Bầu bí bông chen được ha. Rồi, mẫu này em sale cho mọi người luôn, sỉ 95 lẻ 110. Sỉ 95 lẻ 110 ha. Hoa dập đổi form baby doll như vậy đó chị ơi. Form baby doll xinh lắm. Sỉ 95 lẻ 110 ngàn, em có màu bơ không hồng lục đâu em. Bơ trắng nè. Đó, bơ trắng rêu hồng nhạt, màu cam đi, cái này cam đi. Con này cho em sẽ làm màu hồng đậm. Hồng đậm nha mấy chị, hồng đậm luôn. 110 50 tiểu mi, bra 39 cho Thanh Hằng. Sẽ 95 lẻ 110. Rina bom hàng rồi nè. Chắc cái đơn bữa soạn cho nó hoàn về. Sẽ 95 lẻ 110. Ủa rồi cái đầm này đẹp lắm luôn á. Đầm tay bồng baby doll luôn này không. Sẽ 95 lẻ 110 nha. Mấy cái bông này là theo hết luôn, dài lắm. Thì cu luôn. Quả đẹp cực kỳ. Rồi qua mã 115 đó em, qua mã tiền. Ủa? Đó có nhiều mã trùng nhau lắm nha. Mấy chị có mình chắc chắn cái mã cho mấy em cho khỏi bị lộn mã nha mấy chị ơi. Rồi áo bao nhiêu đây? Áo bao nhiêu kìa? Rồi áo cho em áo len nè. Áo len tay dài hàng Quảng Châu. Con này sale cho mấy bà luôn ơ. Sỉ 7 sỉ 65 lẻ 8 79 ngàn. Sỉ 65 lẻ 89. Sỉ 65 lẻ 79. Trời ơi chất nè. Bẹp vai tay dài. Nhiêu? Sỉ 65 lẻ 8 79. Sỉ 65 lẻ 79 có bao nhiêu đơn xanh đi chị Thuyền Trần. Màu trắng, màu nu và màu đen. Trời ơi, ba màu nha mấy chị ơi, hàng Quảng Châu đẹp cực kỳ luôn á. Mình dính đồ vô. Nhà này dính áo ring kìa. Đen nữa mọi người nhá. 79 ngàn ạ. 79 ngàn giùm em. Rồi 79 ngàn thôi, sỉ 65 lại 79 ngàn. Rồi baby đang xanh rêu cho chị Nguyễn Yến nè. Trắng 79 Thu Trang. Mỗi màu 2 tiểu mi. Áo đẹp quá mọi người ơi, áo này vải xịn sò lắm luôn. Hàng này mới được nhận hàng ngoài không có giá ấy luôn mọi người. Không có giá mà gọi là 150 luôn á, đừng nói giá 65, 79 ngàn. Chắc của chắc là mọi người ở ngoài nhìn nó nhũ nhũ cái này đó, thấy không? Đây là hả? Vải thực tế và ở ngoài luôn nha, là nó sẽ nhũ y dày luôn. Bộ đang mặc 119 ngàn chị Hương Vy ơi, 119 ngàn chị nha. Bộ đang mặc 119 ngàn, còn áo bẹp vai nè. Áo xinh lắm. Cho bà coi áo mẫu mặc luôn nha, cho bà coi mẫu mặc luôn đi cho chúng ta dễ hình dung chút đơn. Rồi để cho hình mẫu mặt luôn nè, các bạn hình dung form như thế nào. Ủa? Đây. Đó, mặc lên là sẽ y như này nha mọi người ơi. Em có màu nu, màu đen và màu trắng nha. Vải của nó là vải nhũ nhẹ, rất là đẹp luôn mọi người. Đổ màu 2 Trần Thu Phương Trần 55-56, phương là mặt đẹp. Đó, rồi. Chị nào có đọc tên là có đơn nha mấy chị ơi. Rồi, vải đẹp lắm mấy chị ơi nè. Mọi người nhận hàng mê luôn đó, màu trắng nè.
sang dạ mang ha. Có 79 ngàn à? Rồi, đen nu trắng 3 màu. Đen nu trắng giùm em nhé. Rồi hết nu hả? Sẽ đang mặc làm màu gì nè? Thể thao, quần ống túm như vậy 119 ngàn. Nhưng mà em hết màu đang mặc, em còn màu gì ạ? Sáu lăm đen đi chị Nguyễn Yến. Sẽ mặc màu gì? Sáu lăm đen là cái gì? Sáu lăm đen Nguyễn Yến ơi, con mình 79 giùm em nha chị ơi. Gặp giá đen, gặp giá sửa lại. Sẽ đang mang là 119 ngàn. Gặp giá sửa lại của chị đi. Đen 79 Ngân Nguyễn sẽ đang mang 119 ngàn. Có màu đen, có màu sáng, đang hết xanh. Rồi lên đơn cho em, ở đây sỉ 35.049 ngàn. Áo len luôn hả? Sỉ 35.049 em có màu đen nâu, màu đen, màu trắng. Trắng 79 Tú Yên Hoàng, trắng 79 Hương Thiên. Còn rồi 49 ngàn rồi, mấy bạn những cái hàng nút này. Có 49 ngàn áo thôi chứ không phải đắt đâu nha. 49 ngàn thôi nhưng mà mặc với quần tay su đẹp lắm. Rồi màu trắng của mấy chị 49k kèm màu. Mấy chị GC tương tác giùm em. Rồi 49 ngàn kèm màu giùm em nè. Rồi áo đảo len lắm nha mọi người ơi. Xanh cho bỏ rêu đi. Len xanh rêu á. Màu mới tiền ơi. Bỏ ra đi mới ạ. Rồi lên đơn cho em ạ. 49 ngàn sẽ 35 nha. Trời ơi có 49 ngàn cái áo 35 nút ngọc. Sò vô cùng luôn á. Rồi tay dài chất len tâm. Co giãn luôn. 49 trắng, 49 ngàn màu đen và 49 ngàn cho em màu nâu, ok không ạ? 49 ngàn cho em kèm màu. Chấm bài tương tác rồi, tụi em có Cười xin giùm em mấy chị ơi. Quần jean size L, L 65 ngàn. Đen 49 Hương Thiên. Đó. Quần jean size L, L 65 ngàn. Đen 49 với chị Ruby Nguyễn. Mỗi màu 2, chị Trần Thu Phương Trần. Rồi, hết rồi Phụng ơi. Anh có hết rồi. Rồi L 65 ngàn nha cả nhà ơi. Đưa đi áo len. Rồi L 60 quần riêng xe L 65k nha. Rồi L chị Trần Thu Phương Trần luôn đi. Như em lại sỉ 55.70. Rồi bộ thái 49 em hết. À 49 em hết để em lên mã khác. Sỉ 55 đúng không? Lẻ 69 ngàn. Rồi cho em mã đùi 69 em chị ơi. Mã đùi này em xả nhanh nha. Tại vì em có ít lắm. Trời ơi, sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Thôi được rồi, qua đây nha, chị Hai bán. Đi qua chơi gì Hai gắn nè. Qua đây. Rồi, bộ này cho em từ 38 tới 65 cân, bộ loại mặc đẹp. Bộ em mặc 119, còn màu gì em? Quần đang mang 119, em còn màu xám với màu đen thôi mấy chị ơi. Bộ đang mang còn xám đen. Rồi, mẫu này sale cho 369 ngàn nè. Bao video nãy quần là quần xốp nha. Quần xốp áo thun thái, sale 69. Còn mình cho em mã xả 69 mấy chị ơi, sẽ 55 ngàn. Sẽ là mặt còn xám với đen. Sẽ ra mang 119 còn xám với đen ạ. Sẽ 50 thì em không lặng. Rồi lên cho em một con áo thun lặng nè. Trời ơi nút nó xịn ghê. Cái nút của nó này mọi người nhìn cái nút thôi nè. Đó mọi người được cái nút không? Cái nút này giá đã xịn cỡ đó rồi. Sẽ 50 lại 65 rồi. Rồi cười 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 xem giùm em mấy chị ơi. Rồi áo này mặc cái áo này áo ôm. Rồi đem với lại màu bảng màu cái sẽ ra mặt cho mấy bà coi nè. Sỉ 50 lẻ 65 ngàn màu nâu, màu trắng và màu đen nha. Ba màu của sỉ 50 lẻ 65 ngàn nha. Sẽ mặc màu đen nè. Nguyễn Yến mà đang chịu giá rồi. Đây sẽ mặc màu đen nè mấy chị ơi. Trắng luôn hả? Sẽ mặc màu đen 119 ngàn. Được chưa? Đục cây la chim kìa đi ra. 119 ngàn màu đen giùm em. 119 ngàn cho em màu à? Màu xám. 119 xám. Ok 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 xin giùm em mấy chị ơi. Đó em còn 2 màu thôi, hết rồi. Tại vì màu đang mặc ít lắm. Vì có chút siêu à. Rồi. Ok, nếu có một cái màu đang bận hơn nó ok siêu không? Quay mã nha mọi người ơi. Rồi bộ kem nữa chị ơi. Đùi kem cho em 40 còn một bộ. Đùi 40 ngàn. Kem cho em 40 mấy chị nhá. Rồi cam 40 giùm em. Nên cho em cam 40. Áo khoác gấu thì Yến ơi. Chấm bài tinh tế giùm em xíu. Rồi 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 xin lên giùm em. Mấy bà muốn hai cái gì vậy? Mấy bà muốn mua gì? Lên mã nào mình không ưng thì mình GGGC cho em qua mã nha mấy chị nha. Chứ mấy chị em không biết like đường nào luôn á. Nè lên Spring đi. Trời nó chạy vui vậy. Ừ.
tại sao nó đẹp nhiều khoát rồi. Qua đoạn này có hồng, có cái kẹp đó, lấy kẹp đầm. Mấy chị muốn lên chị em trong thì comment nó, mấy chị comment đi, bé khoác cái lên cho. Rồi em cột lại. Chị muốn em lên ca 40 chị Ruby Nguyễn. Bà muốn mua gì là comment em coi thử. Em đem lên cho. Ca 40 là cái sức đổ á. Sếp đang xếp rin. Cái đó là xếp rin đó nha, cái đó là xếp vải á. Nhưng mà nó màu xanh rin nha. Rồi quần rin đùi size M. Mọi người về mọi người cắt nút, mọi người gắn ở đây giùm em với nha. Và anh đây, cho em size M, M65.000 mấy chị ơi. M65 M65 này. Rồi áo khoác rin luôn. Áo khoác rin sale các bà luôn 159.000. Áo khoác rin đàng phong bomber đàng hoàng nha. Rồi giả 159. Còn bên kia mã xả 159 luôn đi mấy chị ơi. Xả 159 có đơn. M65 cho chị Thu Thương. Ruby Nguyễn có rồi chị ơi. Áo khoác riêng xả 159 luôn đi mấy chị ơi. Áo khoác riêng xả 159. Đẹp lắm, nhìn nè. Khoác riêng xả 159 nha, xảy cho em 135. Rồi quần bí em còn xả S. Xả mấy chị 60 thôi, còn xả S thôi. S60 mấy chị nhá, S60.000. Còn bên kia S60. S60 ha, S60. Rồi áo thun kem đen 27k, còn mình đen 27. 55 cân độ về mặt đẹp đen 27. Độ ống loe hả? Có. Gg xe lên giùm em mấy chị ơi. Rồi kem mã này 35, còn mình kem 2 dây 35 nha mấy chị ơi, 2 dây 35. Rồi chân váy em về cho chị được 4 màu. S60 Hương Thiên, chân váy em về được 4 màu. Về chân váy đi em có màu nè, xị 70 lại 85 ngàn, em có màu hồng, màu nâu, màu trắng, màu đen. Em xả cho mấy chị luôn bao nhiêu đây ạ? Xả luôn cho mấy chị luôn mẫu này 85 ngàn, còn bên kem màu kèm size nhá, có 3 size SML. Đúng rồi, từ 38 tới 55kg là mọi người sẽ có size ha. Chất kaki đi em coi dễ nè. Đủ size 8 xị 85.000. Mọi người không cần comment giá, comment cho em là màu kèm size mấy chị mang thôi. Chị em ra sao em dạy mình lại 85 chị nhé. Đủ size hồng cho chị Bảo Ngọc. Tư vấn size nè. 38-45kg size S, 45-50kg size M và 50-55kg là size L giùm em nha mấy chị nha. Chương vậy đây này hot lắm đó mọi người. Chất là chất kaki đinh co giãn, đứng ngồi thoải mái, lót cho người lót quần luôn nha mấy chị nha. Chất nè. Cho em mã đen kèm size mình mang. Hà Thư ơi, chị có sáng không có xanh nha chị ơi. Trắng kèm size, đen kèm size. Nâu no. Rồi bà đẹp lắm mọi người nhìn nè. Chất nè. Mặt này xuống. Một xem đi hà. Nha. Sướng lắm luôn và hồng luôn. Xem đi hà nè. Hôm qua hôm kia mới nhập cảnh báo thì không bắt máy. Xong rồi cho đặt lại. Bây giờ lại nhập vào không nghe máy nữa rồi chị ơi. Dạ đang bán hàng đi ra đi con. Đặt hàng không bắt máy hoài vậy trời. Chân váy hồng nâu kèm size mà em mới chị ơi. Lấy size gì còn mà lên để hàng cho nha. Rồi chân váy 3XL. L hồng vừa lấy rồi đúng không? Chân váy 3XL 85.000 mấy bà ơi. 85L hồng cho chị Trinh Trinh. Áo bà ra đẹp. Chân lửa kèm size mà em mới chị ơi. Kem kèm size. Rồi lên đơn cho em áo bà ra 39.000 màu đen. Bao bì đẹp không? Trinh Trinh. Cái trinh trinh đó chị, xong rồi em kèm thêm một view cho nha. Ba dính đen, ba dính trắng. Rồi okay. Gọi lại kìa. Ok trinh trinh. Chị xanh đi hà kêu gọi lại. Hồng nâu ép cho Dương Lựu. Rồi làm sao tụi em không bắt máy kìa. Ghé lấy khi nào nhân viên gọi điện chốt đơn rồi qua lấy tiền giúp em nha mấy chị ơi. Rồi. Ba dính đen, ba dính trắng nha mọi người nha. L cho Nguyễn Thảo. Nếu chắc là bây giờ chị cọc chị đặt lại đi chị. Chứ bây giờ cứ khi nào cũng nhập cảnh báo nguy hiểm vậy em dám gọi với bà hai cũng luôn mà không bắt máy. Bà đã có đơn hai lần rồi. Gọi nhiều lần không bắt máy rồi gọi lại rồi xả đơn xong mới gọi lại rồi là rồi nhân viên mới đặt lại thì mới cho bà phải cọc mới đặt lại được nha. Gọi một hai lần nghe máy giùm em chứ em gọi hai ngày liên tục không bắt máy rồi. Chân váy mấy chị comment giùm em là đen hoặc nâu hoặc hồng kèm size mấy chị. Mấy chị comment chân váy size S. Rồi xong mấy chị comment là chân váy nâu 85. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là không có size. Còn comment size thì không có màu. Đen em ở chị Huỳnh Huỳnh.
hồng với trắng mờ cho chị Đan Nhi. Cho em màu kèm size mấy chị ơi. Trắng em mờ chị Hà Thư. Chân váy là màu kèm size là màu em chị Ruby Nguyễn. Đó. 39 trắng là gì? 39 trắng chị Nhi Linh Tu. Đó. 39 em trắng cho Huỳnh Hoàng. Có. Rồi lên cho em có áo khoác nè. Màu S Thùy Linh. Má ơi đẹp không? Sale với bà luôn 60. 69 ngàn màu nhạt, màu xám cho em nè, lục màu. Bra trắng đen Thủy Như. Rồi sale luôn 64 ngàn thôi đi, cho bà cho sale cho hết nè. Tối nay ế quá, ế luôn. Bán 64 ngàn Sandy thôi. Sandy Hà là gì đó bà? 64 rêu, 64 xám. Má ơi đẹp quá à. 64 ngàn cáo khoác em bán luôn cho mấy chị á. Bán luôn 64 ngàn cáo khoác thôi. Rồi cô ba đẹp quá vậy nè. Nhìn cái vải này mấy chị. Sỉ cho em 49 ngàn thôi nha. Sỉ 49 lẻ cho em 64 ngàn. Đang đắng 39 hình hình. Sỉ 49 lẻ 64 ngàn kèm màu coban. Rồi ơi áo khoác mà 64 ngàn nó thiệt của mấy chị là không bơi. Không ai bán luôn á nha. 64 cho em màu kem. 64 kem giúp em nhớ. Rồi bây giờ đặt lại giùm em đi chị ơi. Mấy chị mình cố gắng chị mà không nghe máy một lần nữa là bắt gọn nha chị nha. Cố gắng nghe máy trong lần đầu dùng tu cái trời. Và hai ba ngày liên tục bắt máy là em hủy cọc á. Chịu luôn á. Nha. 64 vàng. Khổ ghê bà ơi. Nắm nghe máy được thì đặt giùm em cái. Làm sao giao hàng, sao bao giao hàng vừa rồi. 64 vàng nữa bè. Vàng, nhiều màu lá. Nhưng mà mỗi màu cực ra đen còn nha. 6, trời ơi, màu nâu này chứ. 39 đen cho Ân Hoàng. Mà đẹp nha. Dạ, áo khoác mình lấy đủ màu đi, tiệm mi, màu nào cũng đẹp hết á. 64 rêu cho Bùi Thanh Hải. Sẽ có 49 à. Sẽ có 49 thôi. 64 xanh cho Dương Lượng. Xanh là cô ban nha. 64 nu. Vàng chị Trinh Trinh. Hết rêu nha. 64 hồng, mỗi màu nó chỉ có một thôi, cả nhà mình phải tranh thủ không hết hàng nha. Con gấu này bằng nhung nè, em bao hàng luôn hết rồi. Báo cọc đặt lại. Có 64 ngàn cáo phát len nè, phát len đó nha, chứ không phải phát thun đâu, phát len. 64 hồng. Hay vậy quá. Nhân viên em lấy cái nó mang được kìa, mấy chị nhanh đi. Còn nô chị Phương Quyên, cô ban còn em. 64, cô ban cam đất này, 64 ngàn thôi, đó xả nhanh cô nha. Cô ban cho chị Thanh Hằng. Không được. Thanh Hằng ơi, đổi màu giùm em hết cô ban đi chị ơi. Rồi cho em 64 gram. Bé Thi Thi sao em đặt màu còn một thôi. Mấy chị đừng có mình rồi, mình cố gắng mình tương tác giùm em với. Em thấy 210 xem mà em thấy không có ai comment là em biết ẩn comment rồi. Bóc chị nào bị ẩn comment thì cố gắng tương tác thả tim chia sẻ cho em miếng với nha. Còn không thì đặt qua inbox đi chứ giờ không sao luôn á. Chụp màn hình lại nha. Màu hết nâu rồi chị ơi. Cá áo len, màu nào cũng hồng hết. Con gấu này bằng nhung nha mấy bà. Hồng của chị Hạnh Lê. Rồi trắng. Kem đó, trắng là kem đó. Trắng chị Vân Nguyễn, rồi. Đủ màu có trắng kem chị Tiểu My. Đó đó nè em ấy. Rồi như đây. Đủ màu Trần Thu Phương Trần rồi hết rồi xuống đi. Nhìn cái tay lên trắng không? Đó đôi em. Hết rồi hả? Hai khách sĩ đủ hết. Rồi lên cho chị xét bộ. Đơn tối nay là ngày mai, sáng mai em sẽ like một chị like My nữa. Chị Tiểu My có cái màu đẹp lắm nè. Màu đẹp lắm, màu đẹp pha môn, rất là đẹp. Đưa cái cục hàng kia tặng cho khách luôn. Để tặng luôn. Đơn này thì tối đúng rồi. Đơn ngày hôm nay sáng mai em like một like 9 giờ tới 12 giờ nữa là chiều mới bắt đầu gọi. Rồi sáng tư em hết. Bao nhiêu bao giá? Bỏ hết cho Tiểu My. Em không hai sĩ đủ màu chưa? Còn thì lên lấy xám giùm em được không? Còn xám nhớ đủ màu cho chị rồi đủ màu rồi á. Rồi 64 xám giùm em nè. Lên đây cho em 64 xám cả nhà mình ơi. Lên cho em 64 xám luôn. Có một cái. 64 xám. Rồi ok. Mấy chị thả tim cho em đi mấy chị. Thả tim em tặng cho chị một cái mẫu á khác này. Luôn. Tặng cho chị một cái mẫu này. Mẫu này vải dày. Xếp đi như em. Tiền. Cộng này đi. Đi coi giá đi. Dạ 62 thì cái cọc này bộ này trăm nha. Rồi xả luôn sỉ cho em sỉ 47 lẻ 62 ngàn mày bao màu khoan môn hết khoan môn rồi em còn màu xám thôi còn hai con màu xám thôi vải này tôi nói vải đẹp má ơi luôn từ 38 đến 65 cân là mặc đẹp luôn bộ thun đùi này em xả với chị 62 ngàn bộ nha sỉ 47 ngàn phong thái to rộng thoải mái luôn quần xòe giùm em nè rất đẹp không có túi đàng hoàng dây thừng luôn nhá cam đất 62 vàng cam đất chị Thùy Linh 62 vàng đen dày lắm đây là cam đất rồi nè xanh nhạt xanh nè xanh nhạt xanh đen rồi còn nha chị Hà Thư màu này màu ruốc giùm em nè ruốc màu này màu đỏ cam là gì hả? Màu này màu đỏ cam bra trắng chị Ân Hoàng màu này màu xanh trời nha
Màu này cho em là màu nâu, một ri của nó thì có 8 màu đó mấy chị ơi. Nhưng mà có được con cái là vải nó rất là dày, nó mát cực kỳ nhưng mà nó dày chất lượng nha. Giặt mới giặt thoải mái cho em. Còn 365kg là mặt đẹp giùm em nhé, C10 62 ngàn. Xỉ 47. 47 đủ chị Thu Thương. Đủ cục như đây luôn rồi đó. Rất là đẹp nha, tặng con Dư á, tại vì một ri rồi, 8 màu. Đập cho nó cái 62 màu vàng cho chị Như Linh Tô. Đó. Màu nâu, màu xanh là đẹp ơi là đẹp luôn. 62 ngàn thôi mấy chị ơi, mà vải dày lắm rồi nè. 749 thôi. Rồi nhìn là chất nè. Nó chất là 65kg, 2 miếng vô vừa á mọi người. Chữ là chữ dập nổi đàng hoàng luôn, xịn lắm. Rồi. Làm cho con. Cái này 62 màu nâu nhá, 62 nâu. Chất đùi. Nó 62 ngàn. Tao hết trơn rồi. 62 vàng chị Nguyễn Yến. Rồi. Cái hàng đẹp. Xỉ 115 lẻ 120. Rồi, con này là bãi xốp. Xỉ 115 ngàn lẻ 129 ngàn. Chân vải dạ. Rồi, chân vải dạ với lại là áo xốp nha. Con đẹp lắm luôn. Xe cho bà 129 ngàn một set hàng thiết kế đi tiệc. Đi tiệc đi cửa ok giùm em nhé. Xỉ 115 lẻ 129. Quay hàng thiết kế giùm em nè. Chân vải là có lót quần ở trong giùm em, có bao chui và có khóa kéo. 129 ngàn, hàng túi zip. Có cặp kèm tắt kim luôn. Xỉ 115 lẻ 129. Trời ơi vải nè. Như vải xịn không? Bộ yếu mà còn đen xám 119 ngàn. 55 cân đổ lại như chị Nguyễn Quỳnh. 55 cân lại chị mặc đẹp nha. Rồi xem giùm em chị ơi. Không có gà nút được luôn, chưa tắt nút. Trời ơi, bả nè. Mẫu đẹp quá trời. Có xếp trắng, xếp đăng lên nè chị, xếp đăng lên nè. Đi chị, ok nè. Đăng lên màu trắng đẹp quá trời nè. 62 nâu chị Thủy Như. Có 129 ngàn một set mà đi tìm thì cứ ok đúng không mọi người à, 129 ngàn màu nâu và màu trắng. Xỉ cho em là 115. Dư nâu rồi kìa bé, bỏ nâu quá. Xỉ 115 lại 129 à, màu trắng đi, bà đi cứ ok rồi. Lắm luôn á. Dư đen. Trời ơi, vải xịn. Cái bằng khuy đồng hết đó. Nha. Bỏ bill vậy rồi sao đi nha. Bỏ bill bỏ vô trong rồi kiếm đường luôn hả? Rồi. Chân váy cấp A. 129 thôi chị Hải Đình. Chân váy cấp A, khóa kẻ bên hông, chân váy dạ. Bao nhiêu tiền? Chị trùng kìa, mấy cái màu trùng nó bớt ha. Rồi, cho em 129 nghìn. Ok chưa mấy chị? Mỗi bịch chưa mặc thương. Cái đầm mẹ này của ai em? Nói nhiêu? Bao đang tay dài của Beo chị nào vừa hỏi ba em lên luôn nè. Rồi. Đó không có nha Tuyết Nhung ơi. Rồi, đang lên hàng Quảng Châu giùm em nha. Em đưa cái màu xanh hay màu hồng nó hơi chó khó nhìn. Tại 85 để 99 ngàn. Rồi xe tương tác bằng tay em lên một mã này cho mấy chị xoăn xeo này. Xe, trời ơi, xinh quá luôn. Xe 85 để 99 nha. Xe dạ đổ màu cho Trần Thu Phương Trần. Xe dạ xe bao nhiêu 115 à. Nhìn cho em cái tay nè mấy chị ơi, thấy không? Đẹp bằng tay bo phồng nha. Cổ lá nhọn như vậy. Đó, đẹp lắm luôn á. Vải nó đẹp, ôi là đẹp luôn. Có 99 ngàn chứ. Không được 100 luôn á. 99 ngàn màu xanh, 99 ngàn màu hồng. Xỉ 85 ngàn. Ok chưa? Xỉ 85 lại 99 ngàn. Rồi xin giùm em với mấy chị ơi. Được nha Trân ơi, nhưng mà Trân có một đơn hàng một bom nè. Bom hàng một lần, cảnh báo một lần. Rồi, set sơ mi 129 trắng kim tuyến. Set sơ mi HN. Set sơ mi HN này, trời ơi, vừa ấm suông giùm em luôn. Lưng bo chun như vậy giùm em hả? Khác không một chung. Rồi lưng cho em 50 bản tay, 50 bản chun giúp em. Ủa, tay ngắn hay bao giờ? Tay ngắn. Tay nào bao giờ? Mày... Rồi con này cho em nè. Con này đuổi HN giùm em nhé. Xỉ cho em 105 lẻ cho em 119 ngàn. Màu nâu, màu trắng, màu đen, màu bơ, màu cam. Có lại màu bò. Chưa bò luôn. 85 xanh hằng chị Thu Thương. Có hai màu hả? Ừ. Màu này là bây giờ cộng đặt lại mấy em đi chị ơi. Xỉ đơn đó xác bộ nhầm địa chỉ. Rồi vậy chứ đặt lại bình thường đi còn không cộng được. Xóa số địa chỉ của tên Trinh đi, đặt lại. Rồi con này lên đơn cho em. Con này khác này nha. Dài.
anh lụm. Lily Trâm đặt hàng không bắt máy một lần rồi nè. Đơn này nhớ nghe máy giùm em. Lily Trâm xanh hồng, đơn này nhớ nghe máy nha, đơn trước mấy chị đặt rồi hàng đó. Bây giờ bên em cho đặt lại mà vẫn bom hàng là bên em không bao giờ bán lại, nên có cọc cũng bán lại mấy chị nha, nên là vui lòng đặt hàng chắc giùm em mấy chị ơi. Mẫu này sale cho mấy chị 119.000 xanh hồng Lily Trâm 119.000 ha, màu trắng. Đồ vải đẹp ghê á. Đồ đồ HN, hàng ninh hiệp, sợi sò. Rồi. Cho bà tôi thấy giùm em với. Gg xem giùm em mấy chị ơi. Một lẫn năm bộ đùi đuổi. Bộ đùi đổ màu chị Tử My. Áo tay loe trời ơi, nó xịn sò dữ. Không em biết hàng em bị là hàng hot trend hết đó, mà không biết cái bà sĩ không lấy tiền ra cái gì ta. Trong khi là hàng trend đi hết mọi người. Thấy mà anh vợ à. Em thấy chị hỏi thấy em không, em thấy chị không thấy chị chút đơn. Em thấy chút đơn. Em thấy mấy chị hỏi mà em thấy mấy chị công mình chút hàng. Rồi, cho em cái này luôn. Áo. Áo này sale cho mấy chị luôn sỉ, cho em 57.72 ngàn áo thôi. Áo này em xả luôn 72 ngàn. Có hồng, đen, trắng, vàng. Đây là hàng Versace, nút của mọi người nút dập nổi gọi là Versace rất đẹp nha, real vàng trắng đen hồng, sỉ 57.72 ngàn, sỉ 57.72 ngàn giùm em, sỉ 57.72 nha mấy chị. Dạ không, chị Ngân Nguyễn ơi. Này áo trắng đẹp lắm, mặc quần jean rất là đẹp. Mấy bà mặc đúng quần jean thì đúng bài luôn. Đùi jean có nha. Rồi 72 ngàn áo luôn. Chất xốp xịn như vậy nè, 72 ngàn. Mình phải 2 cây mẹ. Cái điện thoại như thế đăng hình đi. Rồi cho em size M. Quần riêng size M ha. M xả cho mấy chị luôn 65. Comment em M65 giúp em nhé. Em M65 ngàn. Em M65. Rồi quần gờ xin giùm em với mấy chị ơi. Kèm cho em với lại áo thun thái. Sao có chị 79 ngàn. Comment trên mạng 79 nha mọi người. 79 ngàn 79. Em M65 cho chị. Áo len 027 nè. 027 nè. 027 còn nhiều. Nhi, bây giờ lấy của áo em M65 cho thu thương. Rồi bộ mũ lụa nè. Hồng xe bộ mũ lụa nè em xả với chị 60. M65 em còn xe S thôi mấy chị ơi. Chị nào lấy cái 65 nó lấy xe S được thì có mình lấy 65 S. Xem chị 72 có áo 72 trắng như linh tô có. Rêu cho chị Nguyễn Yến. Rêu với vàng chị Tị Như có. Hôm nay cho em 60. Hàng Forever 21 còn 3 bộ bán cho 3 chị 60 ngàn siêu đẹp. Đẹp lắm luôn á, có 60 ngàn thôi. Còn bên trong rồi bán hồi 60 luôn nha. Rồi mọi người thả tim giùm em cái. Em ra mọi người một cái á. Lụa trắng 60 chị Thu Trang. Cái này là dạng một kem mới phải một trắng nha chị. Kem nha, một kem nha, đẹp lắm. Trời ơi, áo yếm S65 cho Ngọc Huyền. Áo yếm nè. Áo khoác ngoài như em. Đồ ngủ còn không? 60 đó, còn 2 bộ. Đồ ngủ 60 cho chị. Không, đẹp xong không, bộ thôi. Có còn thằng Vinh Kệ không biết. Còn biết ở đâu. Sẽ 47 đi. 72 trắng quần 65 có sẽ. Còn sẽ thôi mấy chị SM. Sẽ 47 lẻ 62 ngàn nè mấy bà. Rồi đi 10 cái này. Sẽ 47 lẻ 62 ngàn nha. Lụa 60 đó. Rồi đùi sẽ cho chị Thùy Linh, Lê Thị Kim Thoa. Cũng bây giờ mới lại xong giới thiệu nhiều. Cái bạn hai á hả? Sỉ 57 ngàn Tiểu My ơi. 57 ngàn hàng đẹp trâu luôn á. Em nhận đồ rồi nha chị, vải đẹp mà. Cảm ơn chị Bích Thảo à. Hàng bạn trâu luôn á. Rồi áo này trời ơi, áo này xinh lắm mọi người ơi. Thiệt sự rất là xinh. Sỉ 47 lẻ 62 ngàn. Màu hồng đậm, hồng nhạt và màu đen. Ok chị comment trắng hay là chị đọc quả trắng hay đừng đọc hồng. Rồi comment là đen nha mấy chị ơi. Màu trắng, màu hồng với màu đen chị cho khỏi comment nhạt. 57 đủ màu Tiểu My, 57 là cái kia. 57 là cái dài. Quần đồ riêng S65 cho Kiều My, 027 bé ơi. À bây giờ đây kìa. 47 màu 2 chị Hậu Nguyễn. Có. Chị có địa chỉ đi luôn không? Không, bên em bắt buộc phải gọi chị ơi. Bảo Ngọc Sĩ. Coi
sẽ 57 nha Nhi. Còn cái áo 57, 47 là khác. Đủ màu. Đủ màu là thêm 2 đen đúng không? Rồi, đủ màu là sao? Đủ màu là mỗi màu 1. Đủ màu là đen 2. Đen 2 thêm 2 đen. Đủ màu, để đọc lại nè, đọc lại từ đầu nè. Thảo Nguyễn màu 2. Màu 2, đưa cục hàng đây. Rồi, có nè. Rồi. Tiếp. Bảo Ngọc, đủ màu đen 2 là thêm 1 đen đi. Chị đó lấy thêm nữa thì đâu lấy thêm. Và đen 2 cái đó. Rồi. Tiếp đi. 62 kèm màu. 47 đủ cho chị Thu Thương. Thu Thương đủ. Rồi. Đen 62. Khảo tay. Đó. Có 62.000 cái thôi mọi người. Cục một cục ép. 62.000 thôi, rất là dễ thương. Mà mọi người mặc cái chân váy quần đồ rinh dùng ok hết nha. Bộ đang mang có hồng đậm cho Thùy Linh. Màu này là màu hồng đậm nè. Màu hồng nhạt thì khoác ngoài màu trắng nha mấy chị. Xuân lá xinh lá. Có hai này. Quần số là M cho bé Thi Thi. Rồi. M cho Bảo Ngọc. Đó. Ngọc Huyền. Đó. Trời ơi 62.000. Áo khoác len nó đẹp giá mang luôn cho. Chị Tiểu My đi hàng rồi. Đó chị mới chốt M á. 62.000 em nha. Tiểu My chưa. Tiểu My cái đóng hàng chưa đi à? Chưa, mai đi. Sáng mai đi chị ơi. Rồi, sáng mai đóng hàng rồi mà mai đi. Đọc chưa? Hết chưa? Hả? Trúc Tiên Thùy Linh. Đây đây đây. Đen 62 Trúc Tiên Thùy Linh có rồi. Rồi. 62.000 cái áo có cặp nha mọi người ơi. Trời ơi, vải đẹp quá luôn á. Tỷ 47 lại 62.000, màu trắng là màu hồng nhạt nha. Rồi 62.000 kèm màu. Các 62 chị Nguyễn Quỳnh bộ đang mang là 119.000 em còn màu sáng với màu đen. Tiểu My thì để hàng lại đi. Đi chung với hàng hôm nay lấy luôn. Chị My để lại đi. Ok chị, trang 62 cho rồng heo. Tối nay với sáng mai tranh thủ lượng hàng em đi đơn cho. Rồi mấy ơi, bộ đang mặc 119 em còn sáng với đen nè. 38-55-56 cứ lại mặc đẹp nha. Bà đẹp lắm. Hồng nhạc chị Phạm Kim Huê. Rồi, 119.000 hàng thể thao dày ơi là dày chưa? Mà có 119 thôi ha. 119 thôi mấy chị ơi. Ôi trời ơi. Màu đen là đẹp nhất luôn á, màu đen là dày nhất trong ba màu. Màu xám nó cũng dày, nó không gì bằng màu đen. Phải bu riết hết nha mấy chị ơi, 119.000. Bao nhiêu rồi? Trời ơi, cái bộ này đẹp gì? Bộ này quân cưng tâm 3 món luôn. Chị Tiểu My nè, 3 món nè. Tỷ 110-125. Áo 2 dây. Áo khoác ngoài. Áo 2 dây áo khoác ngoài. Kèm kem quần đùi. À lộn. Quần à. Quần xuông. Trời ơi, cái gì? Mẫu này vải đẹp ghê mấy bà ơi. Mẫu này bằng em hàng em mua 300 mấy luôn á. Mẫu này xé bà luôn 125.000. Trời ơi, cái vải này bằng hàng em mua 350 đó mấy chị ơi. Kem 119 đó phải. Nguyễn Thị Bích Huệ. Chữ này là theo nha. Ôi bà em bằng hàng em mua mấy 300 mấy luôn rồi. Rồi 125.000 màu xám. Vậy em lấy xịn đó. Bà đẹp lắm. Màu nâu. Màu nâu nha mấy chị ơi. Màu đen 125.000. Ok chưa? Mẫu này đẹp lắm mấy bà. 55-56 còn là mặt đẹp. 125.000 dùm em ha. 125.000 kèm xuống thoại. 110 đủ màu 2 chị Tiểu My. Mẫu đó đủ vô và Tiểu My luôn á. Đẹp. Mẫu màu 2 cả. Màu 2 chị Hồng Nguyễn. Rồi. Cái đó là hàng xịn luôn á, nói thiệt. Mẫu này để em lên cho mấy bạn bên cho hậu một cái set thể thao mà hàng Boris xịn nữa nha. Cái bộ Boris em chuẩn bị lên là em bán phải 5 ngắn không chị rồi. Có cái ngắn có em sẽ được có rồi chân vẫy tầng dập tầng nha, có lót quần ở trong. Nay Hậu Nguyễn lấy hàng bán hàng phải gì vậy? Tấm đẹp quá. Bữa nay người ta ống tấm nó không, nói chung là tùy mẫu thôi. Ví dụ mà hàng ôm á thì tấm được, còn nếu mà nó chưa cái mẫu nó lên đẹp nó bạc. Nói chung là bây giờ người ta chuộng suông hơn á mấy chị, suông nó đẹp hơn. Rồi mẫu này sale cho mấy chị luôn như thế nào? 110, 129. Rồi set này cho em gồm một áo, một chân váy, 129. 129.000 chân váy kèm áo cổ tròn nha, vải là vải gì á. Nói chung là hàng đuổi xước hả? 125 màu đen chị Nguyễn Ánh. Đuổi xước hàng xịn, có trắng, có nu, có đen. Rồi xả luôn 129.000 thôi. Rồi đuổi HN, quên là cái set đuổi xước này nè mấy bạn. 125 sáng với nu cho hàng Ngọc Yến. Đó, rồi cái này lên cho em bao nhiêu đây mấy chị ơi, sale cho mấy chị luôn là 129.000 trắng đen với lại nu nha. Màu đen khỏi bung nha mấy chị, đen nó hay chó lắm. Trắng với hồng nhẹp với cam. Rồi cho một set riêng đùi mọi người hỏi hỏi em nè. Một cái gì 3 màu, 1 màu. Cái đẹp lắm nè, lẻ 105, lẻ 117.000 đi.
không? Một hai chín luôn, chị Thùy Linh em nhận hàng rồi. Nhưng Phụng, Phụng ra mặt trên người cái set này luôn. Rồi, ca dính bút mực. Gôn nè. Ghi vô sổ luôn đi nha. Mọi sự. Rồi, set này sẽ... nó đẹp lắm, nhưng Viêm đang mặc trên người luôn hả mấy chị? Rất là đẹp nha. Mấy đứa nào cũng lấy bộ này may hết trơn. Vải đẹp cực kỳ. Chất tiếp Thái, em bán khoảng 500 bộ rồi. Sỉ 105. Sỉ 105, lẻ 117.000 một bộ. Cái gì? 105 đủ màu là cái gì? 125 màu gì? Đen. Đúng màu rồi đó. 129 là set thể thao. Chị cho kỹ nha. 129 nô là cái thể thao. Mẫu này dim 117.000 màu xanh. 105 đủ màu là cái gì vậy? Đây đây. Xin mời, xin mời, xin mời. 125 xám là cái gì? Xám là cái này mình lộn rồi, 129 á. 129 xám mới đâu chứ. 129 xám chứ chị Bích Dung, 129 Bích Dung là thể thao. Thể thao nha chị ơi, còn có bèo là 125. 117 xanh. Là cái gì vậy? Đây ra nè. 105 đủ cho chị Tiểu Vy. Tập trung bỏ hàng ra để nhớ mã này, ghi mà không nhớ nè. 117 cam. 119. Còn nào á? Mới nè. Cái gì vậy? Nguyễn Thị Bích Hệ hồi nãy rồi mà. Nguyễn Thị Bích Hệ nãy rồi nè. Đen 119. Ngay chỗ cái 65 hồng nhạc. Xong tiếp mã đó là gì? 119 là cái set 3 món. 117 cam nè. Ghê nè. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À, 101 thì lại là 125 mới đúng. Rồi cho em 117 cam. Hậu Nguyễn lấy đủ màu 2 á. 117 cam á, đưa vậy coi đúng không? Trời ơi, 117 nu. Và đen nha, có 4 màu. Nãy chị nghe lộn đó, các chị chốt hết 3 món. Ai? 18. Rồi 117 nu. Nguyễn Thị Bích Huệ ơi, cho em hỏi là 119 của đang chị mặc, là cái gì? Đang mặc. 119 là đang mặc. Bỏ luôn đi cho lên để lộn. 117 nu nè. Bỏ liền đi, không kịp phải báo để nó không nó lộn nó biết. Bây giờ cái đen luôn tiền, thiếu đen nè. Rồi, bỏ hết mấy cái set. Đưa đi. Do để chút. Nghe gì một mặt tên. Set 117 xanh chị Dương Lượng. Chị mày đổ màu chưa? Một cái chỗ màu nè. Đổ màu của em. Rồi, chỗ đi. Xanh chị Kiều Bùi. Rồi, 117 thôi. Mà hàng đẹp. Ánh ơi, hồi nãy giờ mình chút. Không bao giờ bị lem màu đâu nha, tại vì em tách rời hết. 25 màu đen. Bây giờ em muốn biết nữa chị ơi. Cái gì? Nguyễn Ánh. 125 nào. Hay là màu đen thì cái set bèo sao á. Ok, bỏ tay luôn á chị. Chịu. Rồi, vài bộ riết. 125 là set thể thao sao. Em phải bán 5 set rồi đó mọi người. Bộ đã mặc hết. Ủa, 125 là cái bèo còn sáng là 129 mà. Đúng rồi. 129 là màu xám 3 món á chị ơi. Còn 125 là cái set chân váy bèo. 129 là chân váy bèo. Dạ rồi, Nguyễn Thị Bích Hệ đã xét đăng mang cho chị 117 cam ca ròm heo nu 117 chị Nguyễn Thủy. Nu là okay, nu rồi. Bộ đăng mang em hết màu đăng mang để em còn màu đen màu xám thôi. Lấy của chị lấy mấy cái comment lại đi, bảo lại đi. Cái đó hồi nãy 129 125. Còn 129 bèo. Hà 129 là mình có xám. Nếu bèo thì làm gì có xám. Rồi mà cho mày đọc tiếp đi. Quá. 125 là set bèo. 129 là 3 món. Rồi bây giờ chị Nguyễn Anh lấy cái gì thì comment lại em bỏ hàng cho. Thôi lộn xộn quá. 125 là cái bèo. Bỏ qua đi. Là cái xám là 3 món nè, khách nói nè. Đưa những người đó để comment lại đi. Lấy hết lại một cái 25, 125, 129 lại đi. Tự nhiên. Đúng rồi, mấy bà nghe lộn á, tôi đọc rõ ràng là cái set 125 là cái set thể thao. Ba món, còn set bèo là 129.000, chắc chắn là tôi đọc vậy luôn á. 125 là cho đọc giá 129 nghe. Ờ, tao hỏi mày bao nhiêu mà hại là 129. Nói chung là bây giờ 129 là set bèo, 125 là set thể thao, ok chưa? Con đọc comment nó cũng lộn nữa. Nên là bà nào mà thấy sai á thì nhắc lại em. Đưa những cái người lại đây, để chắc ăn. Đưa hết bia ra, đưa đây, đưa tao đọc cho. Đưa tao đọc cái nè. Lát nữa. Rồi đợi em chút cái vụ 125, 129. Rồi em hãy lại nha. Nguyễn Yến 125 là cái set thể thao 3 món màu đen nè. Thùy Linh 129 là cái set đèo. Không, đúng thì la làng lên nha. Ai đọc tiên á. Bây giờ em đọc chút lại, đưa cái hết cái lóc đó lại chị Lung Nhi.
129 nu thì Linh là cái xếp bèo. Rồi, ai mà không đúng là làng lên. Hà Ngọc Yến 125. Không, chị Mi đã đúng rồi đó, chị Mi là đúng. Chị Mi là đúng rồi, cái xếp 117, lẻ 117. 125 xám Vinh Nu, Hà Ngọc Yến là cái xếp 3 món. Rồi, Bích Dung 125 xám là xếp 3 món. Đó, ai ai mà nghe thấy đọc lộn là la làng lên giùm em. Còn Nguyễn Ánh, Nguyễn Ánh nãy giờ chốt cái gì vậy? Nguyễn Ánh chưa chốt cái gì hết. Không, hồi nãy có in rồi đó. Sao? Cho qua lấy Nguyễn Ánh cho chị đi. Nguyễn Ánh thì có màu đen chị sao? Cái đầm này 99.000 nè cả nhà. Nguyễn Ánh 125 màu đen là thể thao nha chị ơi. 99 hồng, 99 xanh nè. À đấy, còn bên cho em 99 nha, cái màu như dễ thương á. Có Bích Quyền của Nguyễn Yến người ta 99 ngàn thôi. Chị thương nó ai comment cho em nha. Bích Quyền của Nguyễn Yến, màu cam. Rồi, cái xếp 117 ngàn nó đẹp. Mọi người lên cái về mà mang mấy bà ơi. Rất đẹp lắm, chắc vô rip luôn. Rồi, vô cùng. Quần hồng xuống cho em 55 cân đồ lại mặt đẹp. Màu xanh, màu cam, màu nu và màu đen. Rồi, 117 đen nè. 101 của màu là cái xếp 125. Rồi, con này lên đưa cho em 110. 110 117 nè mấy chị ơi, 117 nu nè. Ủa vải đẹp lắm, thiệt vải rất là đẹp luôn á. Nu, cam, rồi ba mã nha. Bây giờ ba mã này rồi. Ba món nâu. Ba món nâu cho chị. 117 cam nè. Đúng rồi chị My ơi. Đúng rồi chị nha. Đúng rồi, chị My là đủ rồi, đúng rồi chị. Chị My là cái xếp 105 xỉ lẻ 117. Đúng rồi, vừa đọc nha. Xanh, cam, đen, nu. 117 ngàn. Quá rẻ chưa? Rồi cái bì dụng qua đi. Lấy comment cho em mã 117 luôn. Chị nào chưa nghe đọc tên comment lại mấy chị ơi. Rồi lưng bèo nè mấy chị ơi, lưng. Bộ này đẹp quá hả? 117 cam cho Mỹ Hoàng. Rồi mẫu này lên đơn cho em luôn mọi ơi. Còn bộ tặng 179 ngàn. SM mang đẹp nha, có bo nè. Rồi cho em mã 79. Rồi lên đơn cho em mã 79 nha. Con đẹp quá hả? 79 ngàn. Hàng thiết kế SM mặt đẹp 79k. Rồi chị có rồi chị ơi, cái này sẽ có 100 ngàn mà vải đẹp ghê luôn á, vải nhung, vải nhung nhớ là vải nâu cho hàng dịp. Cái này vải nhung xịn luôn, có 115 ngàn lẻ nha. Sỉ cho em mẫu này là chỉ có 100 thôi, nhưng mà nó là hàng loại 1 luôn, chất rất là đẹp. Sỉ cho em mẫu này sẽ là bao nhiêu ạ? À, người ơi, thông tin đã từng là quá sót luôn. Này lên đơn giùm em sẽ là 115 ngàn một set. Trời ơi, nó đẹp hơn riêng luôn, vải nhung nha mọi người. 115 màu xanh, màu nâu, màu trắng, màu ngọc, màu kem nha mấy chị ơi. Giá 115 em nói thiệt, sẽ có 100 ngàn mà hàng loại 1, hàng thiết kế, hàng linh thiệt đó mấy bà. Nó bán 300 mấy ngàn luôn á. Em bán bà có 115 ngàn nè. Nhìn vải này, nhìn hàng nè. Chất đẹp đi, mang luôn hai túi áo, hai túi quần nha. Quần lưng có bo nè. Bích Dung có rồi chị ơi. Em bao cho chuẩn form luôn. Màu xanh, màu kem, màu ngọc, màu trắng. Bông trắng thôi coi, dày lắm. Rất dày. Nâu giùm em, nâu này nâu tay thôi, bị đẹp không? 115 ngàn. Bỏ thể thao á. Chấm bài tương tác giùm em tí xíu mấy chị. Xếp 3 món, Bích Dung có rồi. 79 ngàn Kiều Bùi, xếp 17. 115 ngàn một set thôi, ôi mày. Chị nào có đọc tên là có hàng rồi mấy chị ơi. Đó bà con màu trắng. Xanh là xanh gì á? Màu xanh đó mấy. Màu xanh cho chị Mỹ Hoàng. Rồi, màu ngọc là khác nha. Xanh là xanh của bạn. Có một xanh thôi. Kìa kìa. Rồi, màu trắng được quá. Đó, quần mấy chị nhìn cái phong quần là biết hàng loại 7 liền. Nhìn là biết quần loại mấy liền luôn á. Tại vì cái này á, biết sao, hàng hàng thường thì nó rất là khác form. Hàng thường là form không được nên như vậy đâu. Rồi, cái này mà cầm lên thôi đủ đẹp rồi. Chưa nói là mình live stream đó mấy chị nha. Rồi, chưa nói là mình nó là mặc vô. U là trời, 15 xanh, trắng, nâu, kem với lại màu ngọc. Màu này mà không lẽ là em offline luôn. Quá đẹp. Hàng đẹp như vậy mà. Hàng đẹp như vậy mà mấy bè chốt đơn ít siêu à. Trăm đổ chị Trần Thu Vương Trần. Có phải hàng xấu đó hay là hàng cũ đó trời, hàng mới hết luôn. Có mẫu này gì á, lấy bạn gì đó em. Có chị Bích Liễu ơi, Bích Quyền có đọc tên chưa, nghe đọc tên là có rồi chị. Rồi xếp đuổi Thái. 115 xanh ngọc cho chị Rồng Heo. Rồi có 115 màu xanh, xếp 3 món là gì? Xếp 3 món thì màu sáng, còn 115 là màu xanh, là 2 mã luôn á.
1 15 3 món hả? Rồi chỗ này 1 15 3 món màu xanh, màu xám với chị Phạm Khả Hưng. 1 15 xanh nữa. Với lại 1 là hai mã cùng một comment á. Còn 1 15 luôn hả? Rồi 1 15 màu xanh nha. Một cái làm ghi giá 25 vô. Phạm Khả Hưng là in 2 bill đi. Phạm Khả Hưng là 1 15 màu xanh. Với lại cái 3 món màu xám. Là 1 25 xám á. Hiểu không? Rồi để chị coi là cái nào sau em. Là em bỏ anh gặp 1 15 đi. Này, màu này màu trắng nè, chất nhung tâm nhìn kỹ nè, chất nhung tâm này mùa thu đông chị mặc đúng bài luôn. Cái này là cái bụi á mọi người nha, bụi nó ra là ok rồi. Màu trắng, màu xanh giùm em, màu kem, màu ngọc, màu nâu, em run từng màu cho coi luôn. Cái màu này rất đẹp mọi người cứ trời ơi nhìn bãi nè. Giá bao nhiêu mấy chị? 115 ngàn, quá đẹp luôn. Rồi cái vòng Hồng Nguyễn ơi, đẹp biết quần á. Em phải nói là sao á, đó là cái đơn của chị á, lúc mà xử lý đơn của chị á là nhắn tin cho chị xong rồi trả lời, xong rồi hỏi bơm đu cục trả lời chị, xong chị mất tích 10 ngày nửa tháng, xong chị lên hỏi tiếp, xong xử lý họ lên hỏi chị xong, xong rồi chị lại mất tích tiếp, không trả lời thôi. Cái bill đó chắc 3-4 tháng rồi, giờ hỏi bơm đu cục người ta kêu không có nhận, mà cứ hỏi mấy lần rồi á. Rồi con này lên đơn cho em 115 nâu, 115 nâu. Cái bà 10 ngày nó bà lên hỏi lần nha chứ nha. Nếu mà nhân viên xử lý đơn của mình làm ơn, nếu mà mình không rep tin nhắn được thì mình gọi cho mấy bạn xử lý liền luôn giùm em nha mấy chị ơi. Chứ mấy chị cứ lâu lâu cái nhắn tin hỏi một lần, không biết bên một cục 115 ngàn màu luôn. Màu xạ màu ngọc nè, đó đẹp lắm thế. Cảm ơn kèm số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Thủy nâu. Thấy rồi. 115 nâu cho Nguyễn Thủy. 115 nha mấy bà. 115 nâu ha mấy chị ha. Lâu quá rồi em, lâu quá rồi giờ gọi cho ai nữa. Chắc 3 tháng nữa. Em xử lý luôn trong lúc đó chứ bây 100 giờ. 100 đủ chị Thu Thương. Giờ sao đi chị Thu Trang. 115 ngàn cho cả nhà, rất là đẹp mọi người ơi, nhìn vải nè. Nó là hàng An Đông chứ không phải là hàng An Đông chứ không phải là hàng đấy luôn á. Ủa tao thấy lộn giá gì tiền. Lộn giá không em cũng dòm đúng mà. Sao ta thấy rẻ quá vậy? 115 nâu cho chị Cẩm Hiền. Chị Nguyễn Quyên nãy tối giờ đâu vậy trời? Mẫu đẹp không luôn á chị, mà chị đâu vậy? À Tiểu Thư còn á chị, xì 85799. Đó là cái đầm á nghe. Cái đầm chị Dung. Đâu chị My Lan Nguyễn. Rồi em nhắn tin đâu, em. Đâu chị Di Linh Tô. Hồng Nguyễn nhắn tin đi ngày mai nhân viên xử lý. Chị không biết đâu. 115 ngọc cho chị Phạm Kim Huệ. Trời ơi màu kem nè cả nhà. Màu nâu tây với màu kem tây là hai màu mà rất là nhìn nó sang lắm nha. Nó rất là đẳng cấp luôn á. Nhìn hai màu này vô đẳng cấp liền liền. Liền liền. Nóng hở liền. Đó. Em chỉ ướm lên thôi mà nó đã đẹp như vậy rồi. Chứ chưa nói là mấy chị mặc lên người mấy chị còn nhất cái đắp nữa. Ok chưa? Em đã lấy hai màu mặc luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới có một lô hàng rẻ thì mình đuốt luôn. 115 nâu kiều bùi. 115 ngàn thôi nha mấy chế. 5556 con ok hết đó, hàng thiết kế giùm em. Màu kem với màu nâu tây là hai cái màu mà nó gọi là sao ta? Nó sang. Theo như gu em là em phải lấy hai màu này tại vì đó, mấy chị biết không? Nó dễ mang dễ mặc. Ai mà không có sáng da mặc hai màu này cũng tôn da nữa. Hoặc ai trắng rồi lấy cái màu trắng. Trắng rồi cứ bộ màu trắng hôm nay. Đơn đã gọi là đi đơn rồi, còn nếu mà không ai gọi là không có đơn mấy chị ơi. Kem 115 thì xinh hồng. Rồi lên cho mọi người một cái set thao Boris tiếp. Lên cho mọi người một cái set thao Boris nha. Sẽ 95 lại 110, cái này mọi người sẽ rẻ nè. Mọi này sẽ 95 thôi. Chị Tiểu My ơi, mồm tấm màn xịn luôn. Sẽ có 95 lẻ 110 chị Tiểu My ha. Lưng bo 5 phân nè. Rồi có túi cho em. Sẽ 95 lẻ 110 cho em nhé. 110 em có màu xanh. Đúng không ạ? Màu xanh, đen, nâu tây là nhá. Màu gì vậy ha? Màu nâu đậm. Hết nâu đậm rồi la em Miu ơi, bây giờ còn kem với trắng nữa chị ơi. Còn kem với trắng đó nè, lấy kem đi. Đúng như nếu mà bà cùng gu với em thì bà lấy cho em màu một kem đi. Còn một kem một trắng là bà được. Trắng á thì bà lấy màu trắng cũng được, màu trắng nó sang chảnh cực kỳ. Nha. Cái màu xanh nhạt thì cái màu gì, màu ngọc. Cái xanh nhạt. Sẽ đang mang 119.000 em còn màu rồi 110 màu xanh, màu xám. 110 nâu no cam đen rồi, có con này là em xả nha mấy chị. Con này là em xả nha, còn 125 135 hết rồi, em xả 110 luôn nè. Sẽ em để 95 luôn. Cái gì đây? Quần ống tấm cái form cái bộ này là giống em đang mặc này, nhưng mà khác có một cái nó sẽ là tay ngắn, của em là tay dài. Còn có rồi chị 110 màu xanh, 110
màu xanh thì mình thủy. Con không được cái này. Thấy giống con mình mặc luôn. 110 che màu. Cái đẹp quá vậy. 110 màu nu. Màu cam, màu đen, 110.000. 110 kèm màu. Đang mang màu đen cho Bích Dung. Quần jean này con. Quần jean le size M. M em sale cho mọi người luôn á. M này bây giờ xả luôn cho mọi người bao nhiêu. 110 nu chị Lê Thu Trang. Rồi M này xả luôn. Đen kiểu hàng dịp. Xả luôn cho mọi người 87. Ý ơi, ý con này bao nhiêu size vậy? Quần jean le S các kilo. Rồi S với M, 89S 89M. 89S 89M. M chị Bảo Ngọc. L luôn. Bảo Ngọc lấy ba cái ba size luôn đi bé yêu ơi. Lấy ba cái ba size luôn đi em. Bảo Ngọc bỏ ba size cho bạn luôn về bán cho dễ. Đủ size về bán cho dễ nha. Trời ơi, một con vest nha. Vest này còn đúng cái. Còn đúng một cái xem chị 85. Đúng một cái xem 185.000 vest nâu màu nâu tây trắng da hồng. Bảo Ngọc không ấy lấy đủ size đi chị yêu. Maxi nè. Maxi này sale chị 79.000 hàng Quảng Châu. Nơi to đùng luôn hả mấy chị? 89 hết M còn S thôi mấy chị ơi. Cho em mã 79 nha mấy chị ơi. Mã 79. Mã 79. Sao mấy mã giống giống nhau vậy? Có thể lấy đem đủ size ok chị. Rồi set thể thao nè mấy chị ơi. Áo dây này mọi người mặc ở trong giùm em nhé. Áo dây này mọi người mặc ở trong. Được không ạ? Áo dây thì ở trong. Có bộ đông mang là 119.000 hiện tại. Còn màu đen là áo đen quần đen luôn. Với lại áo xám quần xám. Đó, như vậy này mấy chị ơi. 79 đến Thùy Anh. Mặc như vậy em ha. Vét chị Nhi Linh Tô. Rồi quần ấm suông. Ấm tấm chứ. Quần ấm tấm. Cái này cho em xỉ cho em 105 để 119.000 nha. Em có nu xám và đen dày lắm chắc ưng tâm. 119.000 cái quần tấm này tay dài chị mà có ba mỏ mà trong khi cái áo này là rồi biết áo bò ra rút dây điều chỉnh được chữ theo nhé. Cái bò ra bán 055.000 rồi đó. Ok cho mấy bạn ơi. Rồi lên cho em đầm. Đầm này sẽ cho em 39.000. Comment cho em mã 39.000 màu xanh. Xanh 39.000 mấy chị nhé. Xanh 39.000. Đâu 119 vậy Lê Thu Trang. Đầm này còn size S thôi, size 10 39.000 còn cái. Còn có size S size 10 39.000. Có ghi bài chưa mấy đứa? Có. Mấy chị khách vui lòng đọc comment ghi phía dưới giúp em đơn trên 500.000 hoặc mấy tên 5 sản phẩm vui lòng chuyển khoản cọc giùm em nha mấy chị ơi. Đầm mới bỏ xuống. Đầm này đưa cho em 60. Cái đầm màu xanh là 50.000 luôn. 39. 39.000 chị ơi. Xanh 39 chị Thùy On. Con này xem mọi người 60 set đuổi, set đuổi tớp trắng 60.000. Còn một set thôi. Cái hàng kìa. Trắng 60 Lê Thị Kim Thoa. Set đang mang 119.000 hiện tại. Còn áo đen quần đen với áo sáng quần sáng đó chị ơi. 119 nữa. À. Con đi rồi tụi bay cộng tiền quá. 55 lại sao gì. Rồi áo vô đít sẵn nè. Đen thể thao. Rồi lên đơn cho em mã đen thể thao mã bao nhiêu á chị lên Phạm ơi? 3 món 119 hả đúng không? Cái set mới lên đó là 119 màu đen có màu xám màu nâu đúng không chị? 119 đúng hả? Chị lấy 119 đúng không? Rồi lên cho em áo bô rip luôn mấy ơi. Sỉ 65 lẻ cho em. Lột. Sỉ 55 lẻ 69 ngàn. Áo bô rip này mặc với quần riêng loe thì thôi bà khỏi lo luôn. 1m50 mặc bằng em. 1m50 bằng em nè. 69 hồng, trắng, xanh đen 119 cho Yên Phạm. Màu này comment cho em là màu ngọc. Cậu đừng comment xanh nha. Con này comment cho em là ngọc nha. Ngọc, trắng, hồng. Ngọc, trắng, hồng, đen. Real. Áo đẹp quá à. Bà bô rít với bà ơi. Mặc với quần rim thì đúng bài luôn thiệt. Cổ sắn. Ngực, sắn ngực cổ tim. 69 ngàn màu đen. Màu real luôn. GGGC nhìn em mấy chị. Trắng 69 chị Lê Thu Trang. Rồi cho em 69.000 màu rêu nè. Ôi là trời. Lên 69.000. Bán này chị có bán 5 xuông được không? Ủa? Đó vẫn không có đây là chị lên 5 xuông á em. Chị lên 5 xuông nè. 5 xuông tiểu thư đó bạn 99.000 á. Đây đẹp quá vậy.
Màu riêu da đẹp lắm mọi người ơi. 69 màu riêu. Chị chị. Tỷ 55 chị Tỷ My ơi. 55 chị ơi. Đen 69 đi lên phạt. Bộ đất tay bèo có. Đúng không? Ngực xong hả Lê thì Mỹ Hảo có đơn không bóc máy thì chị đẹp cọc. Mẹ bung mê đúng không? Sao mà xả hàng rồi Mỹ Hảo ơi. Rất đẹp. 55 đủ màu chị Tiểu My. Trời lên một lo chị A. Đầm xuông này chị thương. Tỷ 90 thôi nha. Con này đợi em bán 165 á. 69 rêu chị Phạm Kim Huê. Phạm Kim Huê cọc cho em 200 đi chị. Rồi chị mỏ. Nào mà đơn trên 5 cái của lòng chị khoản cho em 1-200 đặt. Đơn xe 3 món lên lại đi tiền. 3 món màu bích liễu xanh là. Không có xanh. Màu ngọc, màu rêu không có xanh nhá. Màu ngọc, màu rêu, màu trắng, màu đen. Đây nè. Rồi đầm này, đầm này hai lớp chất xốp luôn đó chị ơi. Chất xốp chất gì á, hoa dập nổi, hoa khô dập nổi hả. Đẹp lắm, ở phía sau là có khóa kéo và có bo. Rồi con đầm yếm này xem mấy bà luôn, 105.000 thôi. Màu kem, màu vàng, màu bơ với lại màu đen sẽ 90 à. Con này sẽ rẻ mà hàng thiết kế luôn rồi trời. Con này ôm được cái lô sale rẻ rồi là rẻ. Xốp này luôn 105 màu vàng, màu bơ, màu đen. Trời đẹp quá vậy. Mẫu này con chữ A nha mấy chị. Con gì đây? Con ma đúng rồi. Con ma đúng rồi nữa. Nó tự tìm con ma đó. Rồi cho em màu này sẽ là màu bơ. Tốt ngực nha, màu bơ nè. Cứ coi con ma là tối mình bơ con ma nữa. Tóc chấm bài tương đá giùm em với mấy chị ơi. Rồi cho em 110, 19 màu. Màu đen luôn. Kim yến. Thử bớt kim yến người ta coi. Một lẻ năm bơ chị heo Yasumi. Hồng cũng được, bích liễu. Ý là vẫn còn đủ màu á chị ơi, chứ không phải là hết xanh. Nhưng mà không biết là mình lấy xanh gì á chị. Bích liễu ơi, em có màu xanh ngọc, màu xanh rêu, màu hồng, màu trắng với màu đen. Vẫn còn xanh, không phải hết xanh. Nhưng mình lấy xanh nào á chị ơi. Rồi lên cho em một con quần u mì. Quần u mì co giãn nha mấy chị ơi, lưng bo. Có khóa kéo bên hông giùm em. Kèm cho em một con áo khoác dạ ở ngoài nha. Set này cho em 152.000. Sao chị nhớ là như đó có một cái đây mấy chị mặc áo ở ngoài cho đẹp mấy chị ơi. Rồi set này sale cho bà luôn 152.000 nha. Rồi đẹp quá. Nút của nó là nút xịn luôn ha. 152.000 giùm em. Một áo một quần. Đó, mấy bà thích mặc áo sơ mi ở trong cũng được, hoặc là mặc áo ống ngoài trong cũng được. 152.000 set này. Có một 10 cái thôi hết hàng rồi. Một lại năm bơ chị Bích. Bích ở cho chị Hà Trương. Cái này nó có hai màu á. Rồi, có màu nhạt. Em nhạt màu. Con này sale cho mọi người nè. Trời ơi. Áo 2 giây nữa. Áo 2 giây. Chị Tiểu My ơi, alo, có đang có like không? Sẽ bao nhiêu vậy em? Tiền bao nhiêu nè? 105, 119. 3 mẫu mà dày á, đúng không? Để 69 set 152 là gì? Cái này hả? Ừ. Set 152 cho chị Nguyễn Quyên. Thôi em lấy cho chị màu hồng đi cho chắc chị Bích Liễu ơi. Người ta lấy xanh nào cũng được, chị lấy hồng. Ý đó hồi nãy chị có mình xanh xong hỏi chị lấy xanh nào xong chị có hồng cũng được. Xong bây giờ chị lại kêu xanh nào cũng được. Là lấy hồng hay lấy xanh? 105 đủ màu cho chị Tiểu My. Em rối não quá mấy chị. 105 mà có xếp 3 món á. Chân vải con này sẽ ép nha. Rồi. Áo tay dài cúp. Mẫu này xe cho mấy chị luôn ơi, bây giờ đi trời. Giờ lại xếp 119 nha. Em cho hình nha, em khỏi dơ nha, em cho hình đi. Tại mấy bạn cứ xếp lại. Tại biết sao, mấy đứa nó nhét vô trong rồi. Giờ bán cho hình được không ta? Đưa hình bán thôi. Đây nè, đây nè.
Set 10, 19 có 3 màu nhưng mà hàng em ra cho mấy chị là sẫm đậm nha. Màu nu như hình, màu đen như hình và màu xám nó sẫm đậm nha mọi người. Đó. 119 ngàn, à, không phải không nhỉ? 119k. Đây, 119 là cái này đúng nè. Cái này không phải nha mấy chị ơi, nó cũng gần giống. Cái này là ống suông, ống này ống túm. Rồi mẫu này cho em xỉ 105 lẻ 119 ngàn. Có 3 màu y hình em chụp nè. Hình là y hình nha mấy chị nha. 119 ngàn xám lô đen. Coi lại giùm em mấy chị. Rồi con này cho em 60 đen. À xin lỗi, 60 hồng 60 bơ. 60 hồng 60 bơ. Cái này sẽ S nha mấy chị ơi. Cái này sẽ S. Có cấp ngực luôn, chân phải cấp. 60 hồng 60 S. Ok chị Bích Liễu nhé cho luôn. Em có gửi trong nhóm như xưởng sĩ. Xếp 3 nhóm 119 ngàn. Hình có chị để ngày mai mấy bạn đăng hình lên trên bay cho mấy chị lấy hình. 119 rất là đẹp mọi người ơi. 60 hồng cho Lê Thị Kim Thoa. Xám 119 cho Kiều Bùi. Hình em gửi trong nhóm xưởng sĩ đó mấy chị, em có gửi đầy nè. Quần đang mang bán theo set chị ơi. Đó, cái set này đang mang 119. Set này hàng thiết kế đẹp ơi là đẹp, y hình luôn mấy chị. Đó không, y hình luôn. Nè, hình của em là giống đây luôn mọi người nè. 129 ngàn. Màu nu với màu trắng y hình nha mấy chị. Cái này mã 129 trắng, 129 nâu. Ok không? 129 trắng, 129 nâu y hình luôn mấy chị nha. Chân váy là có bo chuông, có cúp ngực. À có bo chuông, có lót quần lộn. Ok chưa? 129 ngàn. Cái đó là gì? Này nó hai set bán. Nó còn nhiều lắm, nó có màu xám, riêng nó màu đen màu xám. Hàng hôm nay vì nhiều mã đẹp lắm mà tương tác nó kém kìa. 60 bơ chị bé Thi Thi, 119 xám chị Thảo Tây. 119 đẹp lắm á, 119 là vải dày y hình luôn á mọi người. Không phải là hàng khác hình đâu, y chang luôn. Có 119 ngàn rất là rẻ thôi chứ không có đắt. 3 món xám chị Hà Trương. 119k à mấy chị ơi. Rồi áo gân kèm cho em quần ống suông luôn. Cái này em xả 199 ngàn, có quần có túi nha. Áo giống áo cái form là y cho em mặc nhưng mà tay ngắn. Siêu đẹp. Đẹp lắm. Rồi, hàng túi zip đàng hoàng. Mẫu này xả nhanh mấy chị, còn hai cái cuối cùng. 99 ngàn màu đen và màu gì? Màu đen thôi. Này dù qua cái gì đây? Đen đen đen. Cái mẫu 119 đi. Rồi, được cái hàng là màu đen gì đâu chứ. Cái này 200 mấy luôn này, giờ em xả mấy chị 60 màu cam nè. Xả vía nha, trời ơi. Ba mã hả? Buồn luôn. Like tối ngày hôm nay, chiều mai nhân viên nhà em sẽ gọi chốt phòng bộ. Chiều mai có thể để điện thoại cho nhân viên gọi điện chốt đơn. Chị nào muốn dùng đơn sáng mai 9 giờ nha mấy chị ơi. 60 cam nha mọi người, 60 cam. Cho em đi cho mọi người có xét, xét già là thiết kế đi cái này hôm bữa không? Rất là nhiều người không mua được. Trời ơi đẹp quá. Cái này sẽ 95 lẻ 110. Đẹp lắm, chất già. Già hay là cái gì, không phải già đâu. Già nó có thịt ngứa chứ cái này không phải già đâu, nó mềm lắm. Nhưng mà nó đẹp như thịt sò nhá. Rồi sale cho mọi người luôn. 129 nâu. 129 nâu là cái gì vậy? À 129 nâu là cái chà neo á. Cam 60 cho Lê Thị Kim Thoa. 129 nâu nè. Ok ok 129 nâu. 129 nâu cho Hà Trương. Rồi. Em chụp về rồi. Cái chà neo ở dưới. Rồi mẫu này lên đơn cho em 109 ngàn set. Trời ơi nó cưng. Xị 95 lẻ 110. Đây nhá. Trời ơi này 4 món bà ơi. Cái nơ này bằng chất gì, chất lụa. Rồi, nút ở đây. Quần 50 bạn tới 50 bạn chưa khóa kéo. 110 ngàn cho em màu trắng và màu vàng và đen. 110, bumper có chứ, bumper em có. 110 đen, trời ơi, đẹp quá mọi người. Nhìn có màu đen nè. Các bạn thấy màu đen không? Màu đen như cái sớ vải này. Cái này khách đặt qua tin nhắn nè. Khách đặt qua tin nhắn mà tối em like luôn á. Chứ nếu mà em đặt bán tấm hình là hết luôn rồi. Lân quần, có túi, có khóa kéo hàng chuẩn là một. Cái này bán 30%. Rồi xe cho bà luôn, 110 ngàn xét hả? Chốt đơn 110 ngàn. 95 đổ màu chị Tiểu My. 110 đó. Trắng cho hoa hồng. Đó. Chị đọc tên bỏ hàng rồi nè. 110, 110 mọi người ơi. Chẳng bài tương tác em cái trời mỗi này. Từ 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 xin giùm em với mấy chị ơi. Hai người lấy gì trời. Lai tối bởi vậy. Trắng chị Vân Nguyễn. Biết hồi lười lai tối luôn là do tương tác nó kém không? Trắng chị Thủy Quyên. Quán tương tác cho hàng em đẹp nha. Nó lạ lắm. Dạo này tương tác xuống dốc quá trời.
Rồi lên cho em áo khoác giò đấy mọi người ơi, bomber này. Còn một con xài 99.000 màu vàng. Vàng 99.000. Comment cho em vàng 99k. Bomber hàng 2 lớp, nút bọc. Đó, nút bọc hàng 2 lớp nha. Cho mọi người luôn 99.000. Ok chưa? Trắng 110 cho chị Huyền Phan. Quần này mẹ có đơn không? Chị nào có đồng tên mà có đơn em thấy 110. Còn đen, cái này còn đặt hàng S thôi. Cực kỳ nhiều luôn á. 99 vàng tiểu mi. Rồi. Cái này bãi tách tay mấy chị ơi, đẹp không? Rồi sale bài luôn 79.000 thôi. Có bài nó còn không ý? Cho em hồng 79 nè, có bao chung khóa kéo nè. Ai còn... có hàng lên vậy? Còn không chốt khách kìa. Cho em mà 79 hồng. Khách gió đúng rồi chị Quyên ơi, 129.000 đó tình yêu, đẹp lắm. Cái set đó không giờ mấy bạn cứ chốt đi. Còn nếu ai không chốt còn màu gì ngày mai mặc cho coi. Cái set rất là đẹp nhưng mà giờ em thêm lười tại vì ít tương tác. Trắng 110 anh đi ngô. Cho y hình vậy á, y hình luôn. Rồi cái 79.000 hồng. Cái hàng bông bán ngoài có không? Nè giống như người đây có hàng nè, bỏ chưa? Cái đen vô luôn. Cái đen vô đi thôi. Lên cho mọi người một con set sơ mi đi. Set sơ mi này em còn bơ, xem chị 110 bơ. Đó, mấy này hàng đẹp, em bán 110.000. Bơ 110k của bơ 110.000 nha mọi người ơi. Đẹp không? Cho em này bơ 110 nha mấy chị. Này có tiền xài như thế. Bơ 110.000. Set sơ mi đẹp quá nè. Cái này bả đẹp lắm, bữa mặc lên. Bơ 110 xe đi Hà này. Cái hàng nè. Bơ 110 cho Sandy Hà. Màu xa ra. Xét xe mi nè. Rồi tiếp xét xe mi luôn. Bỏ ra mẫu lại đi. Lúc bơ 110 còn Sandy Hà chốc rồi. Bơ 110 free size chị ơi. Hello Đặng Sương. Bơ 110 free size Thảo Tây ơi. Bơ ở đâu vậy? Quần 50 bạn Tây, 50 bạn chung giùm em nè. Có túi khóa kéo nè. Đó. Set này là con tay video chất đuổi HN nha. Bơ 110 cho Hiền Lê. Bơ 110 con ta. Sỉ 105.107.000 luôn. Con này là hàng nè mấy chị nhìn hàng Ninh Hiệp có 300 mấy không á. Sale mấy chị 107. Có lót quần nha. Con tay video có lót quần. Sale không? À, có quần đùi riêng biệt cho phải lót quần. Mã này xả 107 mấy chị. Bơ 107 hồng, 107 đen. Thấy Nguyễn Thư 107.000 kèm màu. Bơ nè. Bơ nè, vàng, hồng, đen. Rồi đẹp quá vậy mọi người ơi. Cái này đó 107.000 rẻ, sỉ lắm. Đầm này còn có 1 con hả trời. Áo thun quần rinh hả? Ok. Con này sale cho mấy chị luôn 115. Đầm này có cái lấy mặt luôn á trời, tốt ghê á. Khóa kéo nằm sau có lót quần ở trong luôn á mà bán có 115 mà. Hàng ấy rồi chị. Đúng không? Hai bên đó, mỗi màu 2D ok chị chữ mây nè. 115 bơ cho chị. Một cái sơ mi, một cục dây, cái quần. Ê chị, em coi chị 115 bơ. Mỗi màu 2 chữ mi, bút mực lên. Chốt cho ai á. Rồi, con này cho em 115, con này rất là đẹp mọi người ơi, kể đi. 115 ngàn nha. 110 cho chị Hoa Hồng bơ có nha chị nha. Rồi 115 cái đầm chị chốt kia. Cho chữ mi in rồi đúng không? Đầm này có lót nha, chưa in. Đấy chị Hoa, cái set sơ mi quần đùi có hai cái hai bên. 115. Ok Tiểu My bơ 107 cho Kiều Mili. Tụi chị xem có vẻ không nha. 89 L ở đâu vậy? Đúng đây Tâm. 89 đâu có L đâu chị ơi, hiện tại còn S thôi. Không, không được rồi kìa đấy. Được rồi đấy. Đây đây. Đây giá đây. Set này là hàng HN luôn mẹ ơi. Vải đủ xước đẹp ơi là đẹp luôn á. Giá có 115.000 mà tao nói chốt đơn mà nó vặn quẹo. Nó vặn quẹo dễ sợ luôn. Nãy 115.000 nó đẹp gì nè mấy bà. Nè, con này Thúy Quyên, con này bà đẹp lắm. Y hình á, bữa đây là em làm hàng y hình. 115.000 à không? Màu trắng, màu nâu, màu đen. Đây nè, cục này. Bơ gì nè, em bơ vàng đúng không? Vàng 107 Hà Trương. Rồi, đúng rồi, nhìn thấy đẹp. Đẹp lắm, y hình luôn á. Mà cái đó giá có 107 nó rẻ mà. Rồi, 107.000. Lấy gì em một cái đầm nữa. Rồi luôn đây. 115 trắng Lê Thu Trang. Sao không bây à? Lê Thu Trang chuyển cho em 1-200 đi chị ơi. Trời ơi, bà nhìn cái thấy đẹp quá vậy. Rồi, 115 có nâu đen nữa nha. Có cần em cho đủ màu không?
Con nhiêu đó? Trắng 115 cho Kiều Thủy Lê. Rồi. Trời ơi đẹp dữ này nhiêu vậy em? Đẹp đẹp. Mày thương quá vậy trời. Con mút ngực luôn. 122. Lên 122. Cái like tối nó còn cờn nữa nha. Rồi thầy cưng quý vị, 122 ngàn hả? Dạ, 122 ngàn. Thầy ngáo ngáo đưa giá đó coi. Có túi nha mấy chị ơi. Trời ơi cái này cái mút ngực của nó dày mà nó đẹp. Cái mút này mọi người không còn mặc áo ngực luôn. Rồi cái thiết kế này mấy chị, 122 ngàn hả? Sỉ cho em 1 ha. Sỉ cho em 107. À sỉ cho em 110 luôn. Lấy vô là 107 hết rồi. Giờ bán lẻ không này bà. Rồi sỉ cho em 110, lẻ cho em 122 ngàn nha. Màu kem, màu nu, rồi màu nu, màu hồng, màu nu nè. Kem nu hồng, 122 ngàn phép. Chị chú vậy? Con này nguyên sách tóc ta luôn. Gờ gờ xe lên giùm em mấy chị ơi. Yara Basic. Rồi xả mấy chị 122. Mấy chị ơi, cái hàng thiết kế bà ơi. 110 đổi chị Nguyễn Quyên. Chị này cũng đẹp, đăng bộ đồ thể thao sang vùng đùi tây da có nu đi. Mai. Đó ngày mai tình yêu của em. Ngày mai hàng mới và nhiều lắm, tranh thủ mai lựa nha mấy em. Rồi, nay em về số lượng ít thôi, mấy bà mà không coi liền là hết hàng chứ không có đâu. Nhưng mà như mà khi mà lấy nhiều để mình để sẵn bà ông lấy nào lấy mình thật sự. Bữa nay tương tác nó kém, em nhập đủ hàng em bán thôi à. Nha, nay quán mai tranh thủ lựa cho em ấy. Ý ơi, chắc em ra xe rồi cho hàng phân bao ra đi. Xe ra trong hàng phân bao, phân số luôn. Còn bao tôi được xin thôi. Ấy là hàng sĩ chắc mình có chỗ thì có làm. Rồi cho em 122 hồng. 122 hồng luôn trời, đẹp quá mọi người. Ra để lại xe ra chứ không đồ cửa. Quá đẹp. Là cái mực của nó này mới là những mực này. Thì đó là mực cửa tâm quay ra. Mặt đẹp lắm nè. 122 ngàn màu còn hồng. 122 ngàn hồng. Đúng. Em xin chỗ. Dắt ra bật điện lên nó sáng trưng à. Mở cửa to là một cổng to đây. Khùng mẹ. Mày bật điện mày mở cửa ra tao coi, đứa nào lấy tao coi. Mày làm rồi đó mà mất nữa thì tao chịu mày luôn. Nha. Tao cái bữa đó sao tao vẫn không tin được. Nha. Hay là bọn nó ngồi nói chuyện say mê quá. Tối tao có lại camera rồi. Hai tụi nó không hề có động tĩnh gì là nghe chẳng lẽ con chó không kêu. Trời mà nói say mê quá mà nó không biết luôn á. Không, hai đứa nó ngồi nó đâu nói chuyện đâu, ngồi cũng làm chứ không nói chuyện. Mà tụi nó không, mà tao không biết là tụi nó dục cố tình dục heo đi đâu rồi chứ không phải làm gì cả. Chứ làm sao mà con heo nó không kêu được. Bọn em còn đi ra đi mua chọc con chó. Ờ. Tụi bay bị sao rồi? Lúc mà la là chuyện mà tụi bay dục. Mới tao mới nghe kêu đó luôn. La chứ đừng la hết nữa. Ờ, ra mất tiền. Mày mệt quá. Bật điện nghe. Bật điện. Rồi cho em nè. Bắt mày nhìn đứng từ. Áo này xả 55 ngàn luôn đúng không? Áo này xả 55 ngàn luôn. Nu, vàng, đen, trắng, bơ, rêu. Mẫu này em xả nhanh để em nghỉ nha mấy chị ơi. Có gì nó tắt kéo mà điểm tắt em bật lại được coi. Nó lại lai mới nha. Nó lại lai mới, đỡ lai lai luôn tới khuya luôn. Rồi, chất bô rít, con ong này theo, cổ tròn nè. Cái này mua quần xinh lắm, 55 ngàn. Mấy chị thả tim cho em cái con mấy chị. Còn bên gì đó đi, rồi vô lại live mới nha. Mẹ ơi, cái ai đang xem live, comment đem giùm em một phát. Trời ơi, áo đẹp đi, ai mong cái thở thì Nhi, ra mày cắm điện, bật cái bóng đèn đó cho ý coi. Trời ơi, đứt vui mà. 55 ngàn còn làm nó khóc lòng rồi đó. Cái này nhưng mà khóc trong lòng một ít nữa. Giữa tí sáng. Trắng xanh cho Lê Thu Trang. Có luôn. Rồi 55 ngàn thôi cả nhà mình nha. Bơ. Rồi đẹp lắm. Áo này mà mặc với quần ring lưng cao đồ ơi đó. Hay là mấy quần em bán 89 ngàn cho bà đó. Mặc luôn. Đẹp. À mấy chị, giờ em like lại em like qua bay phụ nha. Bay phụ có tác được trên bài đăng á. Giờ em like lại em sẽ like bay phụ mấy chị. Bay phụ có tác trên bài đăng. Mấy chị lên like cái bay phụ đi. Giờ em bay phụ em like thử nha. Rêu 55 cho Hạnh Lê. Cái này đã mất tương tác qua bay phụ. 55 trắng. Bơ cho chị Cam Lê Hăng. Có 55 ngàn cái áo nó đẹp ơi trời. Có dài tay, có dài tay. Mấy chị ơi, chuẩn bị tắt xong rồi tầm 9 giờ nha.
qua bay phụ Lê Kim Yến em, em có tát trên bài em có status trên trên đầu Giang đó. Rồi 55 vàng. Ấn theo dõi cái bay đó đi, về em qua đó em xả xe em sell hàng với chị đi chơi. 55.000, bỏ rẻ luôn. Tay ngắn mặt nó dễ thương các bạn. Tay ngắn mặt xinh lắm. Giờ Nhi giận nhưng mà cái nửa cái bánh xe trong kia ngay chỗ cổng, hiểu không? Mày giận nửa trong nửa ngoài, hiểu không? Con lên mấy đứa bay sao vậy? Giận. Giận nửa trong nửa ngoài. Tao không biết à. Rồi vô. Cái mỡ tôi cuối. Để một cái bánh này trong. Giận nửa trong nửa ngoài á, hiểu không? À. Rồi vô bên phụ like nha mọi người ơi. 55 đen cho chị Hoàng Diệp. Xin em. Rồi ai chốt luôn không để em qua nè. 55 ngàn cái áo nhớ cô trẻ. Cửa hàng luôn đi. Chân tài lắm lem luôn hả? Nó chạy là ôm hàng tội lúc kia chị ra chị. Lên xuống trang trắng xanh này gì? Trắng xanh ừ. Trang ơi Trang, trắng xanh gì Trang? Xanh trắng còn xanh nữa. Trắng xanh này bà. Trắng xanh là xanh nào chị ơi? Mới đặt chủ nhật hôm nay có liền đồ bao đẹp. Cảm ơn chị Thiện Kim nha. Nhận hàng rồi hả chị? Nhanh hàng. Trời ơi cái bay của nó mất tương tác dễ sợ mọi người ơi. Like gì mà có 200 người xem. 100 người xem. Chính đời chứ miếng ghê. Em biết là áo 55 rồi nhưng mà năm nay em có bơ, có rêu. Mà chị còn bên là xanh là không biết lấy bơ hay rêu á. Chị báo em bơ hay rêu để em bỏ cho nè. Mấy chị like bay phụ đi nha, đừng qua bay phụ mua nha. Ờ chết mà. Bay phụ bây giờ làm gì có áo chút đơn phụng. Rồi tu trang là trắng với rêu em ơi. Rồi ok để em phát like xong rồi em coi lại mấy chị nha. Đen Hoàng Diệp có rồi chị ơi.